còn đốt than được. Ủ một số a không âm thì ra một số x không âm như thế nào? Thì khi nó với tăng Rồi, bậc hai số ok. phận Nào nhá. thì mình chỉ nói hai ra Rồi, căn bậc 2 có một số a không âm là số x, sao cho x mũ 2 căn bằng bậc a. hai Thấy số chưa? À, đơn giản ha. Bạn nào có nhắn hỏi gì á thì được chưa, hỏi, một là hỏi chưa thầy hoặc là hỏi thầy chưa còn chưa Hiếu nha, nha. không có được Nhắn nha, trực tiếp qua chú hỏi ý là nha. căn bậc hai số Có học gì mà trao thì chỉ đổi là hỏi nha. số không âm là số Ừ. lớn không học bằng hai Căn bậc 2 số a không âm là số x, sao cho x rồi. mũ 2 bằng a. Nhưng Thì ở mà đây rất đơn giản ha. Ví ban dụ như nãy em vừa nói căn bậc cái này 2 hay của quá nên em số nói là căn bậc hai 3 số học, của 4 nên đi. chỉ nói ở Là căn ví bậc dụ như hai là số lớn 2 không bằng thì bao nhiêu vì thì có mình là sẽ 2 chuyển mũ từ 2 là một bằng đó, 4, người được ta sẽ chưa? nói tắt lại Hoặc là bằng được trừ chưa, 2 cũng là căn bây bậc giờ 2 nếu của mà cứ cái tăng Bốn, giảm ví dụ thì nói chung là trừ hai 2 số tất lớn cả mũ 2 thì nó cũng sao bằng hai 4. số lớn không Được bằng ha, không, đơn giản thôi. à, Thứ ý hai là là căn bậc tăng 2 số giảm số học. lớn không bằng không. Căn bậc 2 số học của một số Rồi a tiếp không âm theo, là một số x rồi không âm tiếp thỏi x theo, bình phương bằng a. Rồi chỗ này thầy nói lại cho nó rõ xíu rồi nha. tính trước thì mình có cái trước sau này thì biết hai cái này thì nhận hơi có hình, người ta có thể cơm lại cho mình thật một cái căn ăn mà thích thì là chữ thi ra theo định nghĩa ha, thì số x của mình phải lớn không bằng không là số x không âm, và khi bình phương hoặc x lên thì đúng bằng số âm, được chưa? Lúc đầu nhìn nó hơi khó thôi, nhìn cái tính chất cái định nghĩa mình hơi khó hiểu thôi, vô vậy đơn giản thôi. Rồi. Về tính chất thứ hai là Căn bậc 2 con số a không âm là số x, sao cho mình x có mũ thể 2 so bằng sánh bằng hai a, số, được chưa? Ví dụ thì ở đây đó ví dụ là nó mình có 4 đi, tính chất mình sẽ lấy số để 4. mình so sánh hai Thì 4 số, nó có 2 cái dù căn bậc là ở 2. đây người ta chỉ cho mình a bé hơn b thôi, nhưng em hiểu là mình vẫn có 4 có định 2 căn bậc a 2 bé lớn là hơn b, 2 và thì trừ việc 2 đúng căn không? a Bởi lớn vì hơn căn sao? b vẫn Bởi vì đúng ha, 2 mũ 2 cũng bằng 4 mà trừ 2 mũ 2 cũng bằng 4, giờ được chưa? căn Nhớ, đó b là khi người ta nói cái chữ là căn bậc 2, được ha? thì Bây căn giờ khái niệm a tiếp theo là bằng căn căn bậc 2 b số vẫn học. đúng nha, chẳng Thì qua nhớ người này, ta viết một cái khi mình trường đụng hợp vào thì căn bậc không 2 đơn số giản, học á, tức là mình đã công nhận cái số này nó không là đơn số giản không âm rồi, được chưa? còn bài tập Nhớ này này, sao thì mình căn bậc công 2 nhận số thì học nó của sẽ một là cái số thành tích a không không âm, đâu, được chưa? Là một số x giờ bắt đầu vô nó không âm, bài tập nó nhớ kỹ, người ta bôi đậm đây này, căn bậc người 2 ta số học là bắt mấy buộc bạn phải là bị số không lỗi âm, được chưa? Thỏa mãn x mũ 2 bằng bằng a. Thế thì nếu như mình lấy là 4 có bạn nào ý kiến về thì cái mình phần sẽ kia lấy không, là căn bậc 2, hồi nãy là căn bậc 2 của thì 4 á, tại là vì bây 2 giờ mà biết trừ 2 thêm đúng một không? cái đoạn mới Còn phần bây giờ kia, căn bậc 2 số có học, mấy bạn cũ mà đã biết phần biết trước rồi thì ngồi làm bài tập cho kia đi, căn bậc 2 số học của rồi giờ bậc 4 ba là nó chỉ có số 2 thôi. Kịp chưa? Căn bậc 2 số học của 4 chỉ thì có số mới 2 bậc thôi, ba chứ không có trừ 2 nữa. Bởi vì là căn bậc 2 số học là phải không âm. Được chưa? Rồi, ký trừ hiệu. bằng bốn Khi x là căn bậc 2 số học của A căn thì x ký sáu, hiệu bằng căn bậc 2 của A, cái dấu này dấu căn. Được chưa? lưu ý là Nhớ khi này, mình vậy viết thì như khi vậy mình lúc đầu viết là x thì bằng căn mình A dùng căn bậc hai số thì học mặc hết á, định thì thì mặc cái căn định của ta là hết x thì nó chỉ là đã, số dương thôi chứ không mình phải đã số nhận âm, x nó đã là số không âm rồi, vì khi đó nó đã là căn bậc 2 số học. Thấy rồi chưa? bằng Cái ký hiệu này là chắc chắn x phải không âm rồi. Chưa? hai Rồi. âm nhân với căn 81 Tiếp thì sao, theo. Vậy thì từ giờ trở về sau á, khi mà trong cái chương trình căn mình học 81 á, thì có phải người là ta số nói lớn là không, cái này mấy đứa có phải là số ờ lớn không, người ta nếu người số ta nhân không nói với gì số thêm lớn ha, không, thì thấy được chưa, khi người ta chỉ nói căn mà không 81 nói gì bằng thêm á, bốn căn bậc 2 của một số mà không nói gì căn thêm, 16 thì mình phải là lấy đủ hai cái bốn giá được không, trị căn là âm và dương. Còn khi mà người ta nói căn bậc 2 hồi số xưa được học làm hoặc bài là thi người thì ta phải, viết ký hiệu là x cái này bằng căn a như sau thế này trừ cho một thì thì ngay lập bằng tức mình phải biết đó không là âm thôi, x nó phải không âm. được chưa, Được chưa? mình đang nói Người cái ta hiệu viết là ký sao hiệu mà vậy là lại phải x nó không không, âm nha. Thế thì rõ ràng là một số a, tương tự như câu một B số a nó sẽ có hai thì cái căn bậc mình có 2, hai một cái căn âm và một căn dương đúng không, là căn a và trừ cho trừ căn a, được chưa? cái này cô biết bị Một cái thêm căn cái âm và không một nha, cái căn dương, một số a nó sẽ có hai không căn bậc chỉ 2 là tiếp căn phần a và cuối trừ căn a, được ha? Nào về căn a nếu tiếp từ tục. đầu thì nó trước mình sẽ bấm máy nè, Ở đây mình có một số tính mười chất. lên năm cộng hai, Với a là một số không âm, nhân nhớ với bốn cái cộng a luôn luôn là số không âm nha, thì mới năm đưa vô trong căn được, trừ cho một mới lấy bằng căn được hai nha. nhân với ba Với a không âm hai đó, thì khi đó thì x lấy căn bằng bậc căn hai số a, học thì cái căn nếu x là bằng căn số a dương thì này x không âm, ra số lớn được không chưa? bằng Cái không, nãy thầy nói á, nếu x bằng căn thì a cái thì đoạn không âm đây và là x một mũ 2 cái bằng căn a, năm trên này này đơn đúng giản không, rồi bốn chia qua cho nha. hai được Hai là hai căn a lớn bằng không và căn a tất trừ cả bình thường cho bằng a, rồi mấy cái này bỏ qua, cái này nãy giờ nói thì cũng ba hiểu rồi ha. bốn Nếu x lớn bằng không và x bình bằng thì a cái thì x này bằng mình căn đã a. vẽ mình năm Rồi rồi mấy cái này thực ra bốn nó là những cái hồi nãy thì giải thích được thôi, không, nó viết ra thành tính chất ha. Rồi
Bây giờ để so sánh hai cái căn thì mình có một tính chất như thế này. Cho AB là hai cái số không âm. Được chưa? Thì nếu mà A nhỏ hơn B thì căn A nó cũng nhỏ hơn căn B. Nhớ là A nhỏ hơn B ở đây số không âm thì nó sẽ lớn bằng không luôn. Được chưa? Nhớ ha. Cái vì cái không âm người ta viết ở trên rồi cho nên xuống dưới này người ta không viết thôi. Chứ còn đúng ra là mình sẽ thấy là A lớn bé hơn B và A cũng phải lớn bằng không luôn. Cả hai số này đều không âm. Thì mới có chuyện lấy căn căn A nhỏ hơn căn B. Được chưa? Rồi so sánh ra ha. Ok, lý thuyết thì đơn giản thôi. Giờ mình sẽ coi mấy cái bài tập. Một số cái bài tập đơn giản trước. Đây thì đâu lại lý thuyết nhanh nha. Bạn nào biết rồi thì mình ngồi coi lại xíu nha. Bởi vì cái này là rồi có nhiều bạn mới cho nên phải nói lại. Là vừa làm để cô cho cô đáp số chứ cô không có bấm máy Rồi ok, tính giá trị biểu thức rồi sau. căn cũng không Thì phải tính là giá trị biểu số thức hay này gì đơn hết, giản thôi, cứ tính mấy căn thôi ha. mấy cái này Được đơn giản là cô nắm chưa? cô Câu nhớ A cô kêu đó, tí mình hồi đã nhanh kêu cô ha. bật mấy phút làm bài tập cho cô thì cô kêu Cái này dễ số à nha. sáu ok Làm nhanh thôi. rồi Ok. chốt lại là bao nhiêu nha Lớp mình có bao nhiêu bạn ta? 30 trừ thầy bài ra, tập cuối cùng của trừ mình hai bao nick nhiêu ra, trừ thầy Hiếu ra, trừ ba, 33 đúng không? 33 bạn đúng không? Rồi. Thì điểm mấy số bài cuối này dễ cùng dễ cho điểm số nên cuối cùng mới bao áp dụng nhiêu lý thuyết thôi, thì chưa kêu đọc cách làm nữa nha. Lát nữa bài tập ngồi cho tự làm á, sau đó thầy sẽ đọc sửa nha. Rồi. Ở là đây ba tính này thì đúng quá không dễ rồi. là Câu ba A này, thầy viết đáp số thôi nha. 2 phần 3 căn 81 thì nó sẽ bằng 2 phần 3 căn b 81 là bằng 9 đúng không? rồi Căn 81 là bằng 9. nhân lỗi câu d Trừ đi 1 phần 4 nhân với căn 16, tức là trừ 1 phần 4 căn 16 là bằng 4. Thì ra khi người ta viết cái dấu căn kiểu đó là mình chỉ lấy số số không âm thôi, chứ không có lấy số âm nha. Được chưa? Rồi từ đó tính ra nhanh thôi. 9, 3, 3, 6, 6 trừ 1 là 5. Rồi. Ok, tương tự mấy bài kia. Câu B tính nhanh ha, mấy cái như này thì là viết định lại nghĩa thôi. một chút, Nó sẽ bằng định nghĩa của mình là 5 phần 2 với nhân với số a lớn hơn bằng căn không, 16 phần 25 là bằng 4 phần với cái số 5. a không âm là số Trừ đi a lớn hơn 19 bằng phần không 24 thì mình mới viết căn bằng, hai này được tính chưa, nhanh ra bao nhiêu. rõ Wow. ra mình có quá trời dấu trừ luôn rồi Ủa cái đó, này là 1 phần 2 nhân thì 9 đương phần nhiên 4 hai hả? dấu Hay trừ là với trừ nào để cộng thầy nghe được đợi thầy chưa, chứ. do một phẩy Để viết hai chín cái. trừ Hình trừ trừ như cái này là 1 phần 2 nhân 9 phần 4. Để sửa lại. Thì nó là 9 phần 8 bằng cái phần cái này này đơn sẽ bằng giản nhất, phần 2 này trừ đi 9 tôi đã phần mất 8 thời đúng gian bạn viết hơn anh 16 trừ 9 là còn 7 phần 8. Rồi ok. mất cái này Cái này bằng thì quá dễ rồi. trừ bốn này 0,6 nhân căn giờ nó 0,4. âm thì mình Hay lấy lại máy tính mất bấm nha. mất dấu trừ Nếu đi mà làm không quen lấy máy tính bấm đi cho chắc ha. Đừng có cố gắng nhẩm, nhẩm hậu sai á. 0,6 có nhân mấy cái câu này 0,2 đơn giản mình đánh chút nữa cộng với đạt trừ trừ đáp 3 án đáp nhân này với là chín phần hai triệu rồi. 0,6 Rồi nó mới tính nó bằng thực chất là bấm kia nó cũng ra thôi. Khi mấy mình rồi? bấm với bạn Mình người cho nha. cho nó 0,6 nhân cái số 0,2 nè, thầy nhân bấm như lại coi nè, thì cộng được 3 bao nhân nhiêu? 0,6 nè. Đúng. Rồi, mấy cái nào cứ lấy máy Ra tính bao bấm đi. nhiêu? 1,92 đó, họ viết số thập phân thì mình ra đáp số thập phân giống họ thôi. Được chưa? Cái này ra bằng trừ 4 Rồi ra bao nhân nhiêu? với ở đây là căn của trừ 81 phần trừ 4. Trừ 81 phần trừ Cái 4 này rõ giờ ràng nó cho là cô một làm cho số cô không nha, âm cô đúng không không? ngồi dịch cô Bởi làm vì không là rồi tiếp mà cô âm chia kêu âm tôi thì nữa, ra số không âm, ra số dương đúng không? Nên là có một mình ở đây nó sẽ ra là bạn 81 thằng phần 4 Huy thì nhắn khai cho căn cô ra nó vậy sẽ đó là là 9 phần kêu rồi 2. Được chưa? Cộng với 3 nhân với. rồi bốn phen Rồi người bây giờ ta đâu coi. để phân Ở số đây đâu là để phân trừ số của hai trừ chín 9 phần phần hai mươi 25. hai Trừ của trừ 9 phần 25 thì rõ ràng nó sẽ bằng 9 phần 25 luôn đúng không? Trừ của trừ dạ là hết. Được rồi chưa? tương tự Lấy căn ra thì ba nó nhân ra với 3 hai phần. sao Là phần nào? À. Rồi trừ 4 chia 2 là trừ 2 chia nhân 9 vô là trừ là 18. phạm Trừ thôi ok 18 xin lỗi xin lỗi cộng với lại 9 phần 5. Rồi lấy máy tính bấm nhanh ra rồi bao tiếp nhiêu theo ta? căn căn Trừ cuối cùng này mình 18 bao cộng nhiêu 9 đúng chia không 5 con trừ 81 phần 5. Được chưa? rồi ba phần năm ok Ok. Rồi. Này, này dễ nha. Đi qua rồi cái chỗ ha. cuối Cái bài so cùng sánh đi. Ở đây. kết quả Ở cuối đây mình cùng có hai dạng ha. Thứ nhất là mấy cái tính toán đó. Thứ hai là cái loại so sánh này. Rồi bây giờ mình sẽ xong hai bài này sẽ cho làm một số một hai bài ví dụ kết trước quả cuối cùng của mình là xong bao rồi mình nhiêu học vậy tiếp dạng khác ha. Rồi qua bài là so ba sánh phần này, năm kết quả cuối cùng chính là ba so phần năm sánh thì muốn so sánh thì em phải nhớ lại tính chất hồi nãy nè. Cho AB là hai số không âm, khi đó là gì? Nếu mà A là nhỏ hơn ba B phần thì căn năm A rồi nhỏ hơn căn B, được chưa? Thế thì rõ ràng em thấy cái dấu ở đây nè,
Ở đây là dấu tương đương nè, âm 81 thấy bằng không? 5. Nhân dấu tương đương tức là sao? Tức là nó hai chiều. Có nghĩa là nếu a nhỏ hơn b thì Chưa? ra được căn a nhỏ hơn căn b, Được chưa? mà nếu căn Rồi a vậy nhỏ hơn căn b thì cũng ra ngược lại a người ta nhỏ có hơn thể b, đâu ngoài em ra hiểu không? là người ta có thể Nó hai chọn chiều rõ một ràng cái nha, gì khác. được chưa? Thế thì làm gì? Như thì Vậy đối với dễ cái bài làm so được sánh này, không? Dễ làm được được ha, sao? Rồi đối với mình bài so sẽ sánh này, cần số thứ để so sánh những cái căn này thì mình sẽ đi để so mình sánh hai chọn cái bình căn phương của thứ nó, ba được. được chưa? Mình đi so sánh hai cái bình Thì thay phương của vì nó, cho mình căn của chính, được chưa? được chưa? Câu A rất là Thì dễ, mình câu cho A mình thì đi so căn sánh thứ hai cái bình ba phương thôi, được chưa? thì mình biết Nghĩa nó là là ta đúng có rồi. nè, Đây là trong trường hợp ba nếu căn không có đáp hai án tất nào cả mũ thì hai đấy người ta cũng cho là bằng, căn của chính nhưng mà người ta không xuất ra ba ba bình căn nữa. hai tất cả mũ hai bằng ba bình là chín. Ba căn hai tất cả mũ hai nhớ cách tính nha, ba căn Thì vậy hai thì có thật ra nó cũng là nghĩa ba là nhân với mình căn chưa hai thôi, em có, hiểu không? có thể là Ba căn sai hai thì đúng bản không, chất nó cũng là ba là nhân căn một hai sai đúng sự không, thật của mình không mà thể mình soạn nhớ là được, gì? chưa, A nhân b tất nên mình cả phải đổi mũ dấu bỏ mũ hai chữ n, đi thành ba thôi thì có phải nó bằng a thì mũ có n nhân với lưu b ý mũ là n chưa, trong bậc hai số học chỉ được là chưa? một số lớn hơn Nhớ bậc lại ba nha, thôi thế thì ba căn nên hai tất ở cả đây có bình dấu có chữ phải A bằng thôi, là bình phương lại này thì ba bình đúng là phương chưa nhân với lại căn hai tất cả bình là bình phương thường không, là người ta cho hoặc mình là hai chữ này, cái này là thầy đang nói để em hiểu bản chất, còn bình thường mình lấy máy tính bấm cho lẹ chữ chứ hai tất cả bình cho nhanh ha, em máy tính bấm đi mình cho biết nhanh, là đã sao, sai tuy nhiên chứ tụi có em một nắm lần nhẩm cũng hỏi được, sai mất, chẳng qua là được ha? để mình biết thôi, Rồi biết như thế vậy thì mình ba mới biết căn hai tất rằng cả là bình phương sau sẽ một ra là lần thì 10, mình vẫn phải ra được số 18 chính xác, tám được tuy chưa? nhiên bài đơn giản thì Ba căn hai mũ hai 18, căn 19 tất cả mũ hai được sao, bằng, nhớ với cái dấu căn á, mà khi em viết mũ hai á được là em phải không, đóng nhưng ngoặc lại bạn nha, nhớ chứ đừng có viết dài nha, nhớ cái bài đầu tiên đóng lại. không, chủ yếu trong các bài tính Căn được bằng 19 bài tất chính cả mũ thôi, hai là bằng 10, 19 đúng không? Vì 18 nhỏ hơn với lại 19 có thắc mắc gì nên không, 3 căn 2 tất cả có mũ hay 2 bao nhiêu nhỏ cũng vậy, hơn bạn nhắn lên cho cô căn dạ không 19 tất nhiều cả lắm mũ 2. để cô biết, để cô đi tiếp Từ đó suy ra, mà đã dạ không mấy bạn hoặc là hoàn do toàn đó không có thắc mắc gì tiếp mà tự nhiên cô cho làm A đoạn bình nhỏ ok B bình xử lý thì A cũng ok nhỏ bài B, tiếp thôi, kịp không? Dạ, tiếp đây theo cũng là một cái phần bài đây so là cái sánh bài thứ nhất, thì bài so bài câu sánh A, mình lấy được chưa? cái Rồi cũng dựa vào lý mấy thuyết bài này của mình tương để đối so sánh là thì căng thẳng dạ nha, bởi vì câu A thì dễ rồi nhưng mà qua câu B này nó đòi khó lên rồi. Mấy bạn mà học rồi á, bữa giờ học rồi thì có thể mình làm được dễ, nhưng mà mấy bạn mới học thì bắt đầu chỗ này thử nó lại tính chất này để mình so sánh hơi thì chúng khó rồi ta ha. muốn so sánh hai số Câu này, B nè, muốn so sánh hai số trước căn này thì mình quay bây giờ trở câu B về trong mấy bạn học rồi á, hai số không bạn trước nào căn biết cách làm thì câu em phải B làm như thế nói nào, cách làm thì nghe và coi, lưu ý nha, AB của em là các số không âm thì nó bạn dạng nào nào, như mình dạng học nào rồi á, bây giờ mình biết làm cái câu B hồi cô dạy á, mình làm sao bây giờ, nói lại cách làm thì nghe coi, rồi nhớ cách làm không? Phải là ngoài mấy bạn chưa học ra còn lại học rồi hết đúng không? Rồi nếu mà học rồi bây giờ để hỏi coi, Đặng Hoàng Bách, so sánh và so sánh ba căn hai một căn đều chính không, Hoàng Bách đâu? dạ alo thầy, Rồi đây bài này làm sao ta, bài này làm sao thì giống lý thuyết của mình nha, lý thuyết của mình là muốn so dạ sánh hai và một cộng căn hai, lấy phương à B bây giờ nó làm sao, từ phương căn được A về không? Cái này mình lúc phương lên trước cũng được, con của phương mình lên bên phương hai, B của mình lớn mình hơn phương căn hả, A dạ không, mình phương cũng được, ok một bạn được mình chưa, phương, với A cũng AB của mình lớn hơn mình không, thì đương ok nhiên nhưng cô mà viết ngược nhiều khi lại có cũng nhiều được bài đúng bình không, phương lên giờ cô phân tích giữa A bé hơn B rồi đi so thì sánh ngược tiếp lại đúng thì không, phương lên rồi so cô sánh thì tiếp mà ngược cũng được, lại đến hơn B ok cũng được, thì tôi nhắc phương A lên là luôn, bé hơn có B, hai có cách điều nhà gì để thử A đây là rồi. bé hơn B Bây giờ cách thứ cũng nhất là mình đúng cũng được bình phương chưa, lên đúng không, mà em thấy nè thì việc ta em có so sánh là hai số trước căn, ta ví có này dụ hai bình phương là căn bằng 5 4 B đúng không, một cộng căn căn 10 căn hai 10 tất nè, cả bình em làm phương được căn 5 căn 10 bằng rồi nó 1 còn bao cộng nhiêu, với đương nhiên là không hai nói căn cái hai tiền bấm máy tính nha, cộng với 2 đúng không, đưa cộng căn căn 5 hai tất căn cả 10 bình ở phương đây là thì bằng không cộng so 2, sánh, được chưa? nhưng nếu người Thì ta cái này yêu nó cầu bằng em so 3 sánh cộng với 2 căn 2, 5 và 10 là em biết liền đúng chưa, được chưa? được không, Vậy thì đến bây việc giờ mình so muốn sánh so căn sánh thứ hai cái ba số thì này so á sánh gì, là so sánh nhưng khi 4 với so lại sánh 3 cộng 2 3 căn bình 2 phương 10 thì mình lại khó thì khăn, mình sẽ đi so thì sánh vậy là em cái sẽ số mấy, chỉ cho có mình phải cách so so sánh sánh 1 thay với vì lại so sánh 4, có phải là 3 hai cộng số 1 trước không, căn thì đúng không? mình Thì có phải mình so sánh là 1 với lại lại 2 nhớ căn mất 2 số chưa? căn đi, Vậy ha. mà muốn mất Rồi số căn thì bằng cách chỗ bình này thật phương ra thôi, mình sẽ viết nhanh luôn muốn cũng mất được, dấu căn lớn hơn nên đi bình phương, cái này là đây vì căn 5 của mình là đem bình phương nè, thì đó vì 5 chẳng hạn, hai có căn nghĩa là hai tất muốn mất cả số mũ căn thì mình 2 đem đi bằng bình phương để 8, tính số căn, trình bày như thầy cũng được được chưa, nha, nhanh gọn thôi, vì hai căn hai tất cả mũ 2 bằng 8, mình đang muốn so sánh nó với rồi mình có một số cách số để 1 đúng không, để mình tách mình so ra, sánh như sau được chưa? Tách cái số đó ra,
tách cái phần giống nhau ra, còn cái phần khác nhau thì mình đi so sánh. Yeah. Phần 8 nó lớn hơn, lớn hơn 1, nên 2 căn 2 lớn hơn, lớn 1. Được chưa? Từ đó suy ra 3 cộng 2 căn 2 lớn hơn, lớn 4. Được chưa? Lớn 3 cộng 1. Được chưa? Từ đó suy ra 1 cộng căn 2 tất cả mũ 2 lớn hơn 2 mũ 2. Vậy thì cái này có thể bấm máy. Còn nếu bạn nào một bằng căn hai lớn hơn, đúng không? Nhưng mà thực ra vậy cũng được ha. Thực ra nếu mình nhớ thêm một xíu thì thay vì mình so sánh một, mình so sánh hai cộng với căn hai và một cộng căn hai á, thì chỗ đây mình đi so sánh một và căn hai được không? Mình so sánh hai cái này thôi được không? Đúng không? Được chưa? Thì nếu một và căn hai thì nó nhanh hơn đúng không? Rõ ràng mình đi mình lấy hai vé mình bớt một đi. Tức là nếu hai so sánh thay vì hai và một cộng căn hai thì mình đi so sánh vào một. Mình so sánh là một và căn hai được không? Đúng không? Thì nó nhanh hơn chút. À, cho nên mấy bài này thì thực ra là cái quy tắc chung vẫn là gì? A lớn hơn B thì căn A lớn căn B. Với AB là số không âm. Quy tắc chung là vậy. Nhưng mà cách làm của mình thì nó tùy vào mỗi bài. Mình sẽ làm cái cách để cho nó nhanh gọn hơn. Thay vì mình phương hết ban đầu như thế này thì mình có thể là gì, so sánh 2 và 1 cộng căn 2 thì mình chuyển qua so sánh 1 và căn 2 thì rất là nhanh, đúng không? Được chưa? Cách 2 nè, câu B nè. Câu B cách 2 nè. Thế thì có thể là gì, mình sẽ tự động mình đi so sánh 1 và căn 2 luôn. Được chưa? Tự động mình đi so sánh luôn. Người giải thích gì ha? Ta có này, ta là có so sánh hai số trước căn. Căn 2 thì mình sẽ ta có so là 2. Cái này mình nhớ ra ngoài nha, trình bày như này cho nó nhanh này. Ta có 2 lớn hơn 1 nên suy ra là gì? Căn 2 lớn hơn 1. Được chưa? Từ đó suy ra cộng 1 vào hai vé đúng không? 1 cộng căn 2 lớn hơn 1 cộng 1. Suy ra 1 cộng căn 2 lớn hơn. Chỉ nó lại trình bày của cô luôn cả một. Hiểu không? Mấy bạn cũng hiểu không? Rất là nhanh. Ví dụ như được chưa? Là chưa có ngọt. Rồi. Hiểu nha. Ok. Này nó không bên khoa nè. Bên khoa. Rồi bây giờ tụi em viết đề. Viết đề vô trước đi, viết đề bài AB. À mà tụi em có đề đúng không? Lên Classroom lấy bài về trước đi, tụi em lấy bài về để xem trước đi. Để thầy kéo xuống thầy sửa cho nó dễ, tụi em dễ theo dõi. Mấy bạn lên Classroom lấy về hết chưa? Có ai chưa vô Classroom không? Có bạn nào mà chưa vào Classroom, chưa thấy bài không? Hoặc là vô rồi mà chưa thấy cái bài ở đâu không? Để thầy chỉ cho, chỉ cho lấy. Bây giờ em làm được câu B luôn hả? Rồi, bây giờ mấy em vào Classroom ha, lấy bài về xong rồi viết ra. Bạn nào chưa học á thì mình cứ viết hai cái ví dụ đầu tiên trước rồi suy nghĩ coi thử làm mấy ví dụ tiếp theo làm như thế nào, mà cứ bình phương lên trước. Cách đơn giản nhất là em cứ bình phương trước rồi một hồi mình sẽ đi lấy cái phần giống nhau riêng ra, còn cái phần khác nhau thì mình sẽ đi so sánh với nó. Được chưa? Đó, cứ làm thử coi. Lên Classroom lấy cái đề về nha, rồi cho mấy em mỗi câu đó cho mấy em 3 phút làm thử coi. Còn lại C, D, E, F. Rồi. Trong vòng 5 phút tới coi thử mấy bạn làm được mấy câu ha. Rồi tranh thủ làm coi. Nhớ viết bài nha. Viết bài nhanh nhanh ha. Bạn nào mà có vết ha cô kêu thì
Mấy bạn mà vào Classroom á, mấy bạn mà học lâu nay rồi á thì mình biết cách sử dụng cái Classroom rồi đúng không? Con vẫn chưa thấy file hả? Con xem trên màn hình Zoom luôn. Ủa con chưa thấy file trong Classroom hả? Con vô bằng con xem trên đây cũng được nhưng mà ý là tụi con xem đây cũng được nhưng mà lát nữa ý là thầy lúc mà thầy kéo xuống thầy sửa đó thì nó bị mắc cái đề đây á. Là con có cái file coi nó dễ hơn nha. Bạn nào mà mới vô học lần ngày đầu á, học lần đầu á mà mình chưa biết cách sử dụng mấy Classroom rồi chưa biết để nộp bài này kia đó được ha, thì có gì mình cứ nhắn trực tiếp bên hỏi thầy trợ giảng á, hỏi thầy Hiếu á, thì thầy sẽ, nếu mà bạn này chưa biết thì thầy sẽ gửi mấy cái file để hướng dẫn em sử dụng mấy cái Classroom này nọ ha, được chưa? Còn mấy bạn mà biết sử dụng rồi thì thôi ha, mình cứ theo dõi thôi. Trừ không phải máy là số bé không đúng rồi, và từ cái việc có máy thì có thể máy thì có thể kỹ là bạn nào, lớp mình có bạn nào mà không có mic không, không có mic không, bé không thì 3 sẽ bé không mic hoặc là không có camera thì khi trình bày mình sẽ làm như vậy, thì mình nhớ là mình phải nói thầy để lỡ như thầy kêu tới mà lúc đó kêu không có là không được, phải nói trước nha. Bé hơn con 19 không hả? Được không? Mình bấm máy trước, mình coi số nào bé hơn. Giả sử luôn cái số đó bé hơn. Chú ý là giả sử là bé hơn nha. Ok. Giả sử bé hơn. Rồi bây giờ tới câu. Em không có mic với camera luôn. Võ Minh Hải hả? Bấm bé hơn thì giả sử bé hơn. Võ Minh Hải. Thầy thấy hình của em nó hiện có mic mà. Rồi. Thầy thấy em không có camera thì hình như có. Thì đó thì đúng. Nhưng mà hình như cái mic của em thì thấy nó có hiện mic mà. Số căn A nè. Bé hơn căn B. Em xài cái gì để vào học vậy? Máy tính bàn hay là gì? Bình thường này sẽ bé hơn. Em xài máy tính bàn hả? Nó không có mic luôn hả? Thì tương đương với. Ok. Không có camera. Kim Thanh là không có cam nhưng mà có mic không em? Mà đương nhiên số 18 bé hơn số 19 thì luôn. Kim Thanh là không có cam nhưng mà có mic không? À có mic rồi, ok. Minh Hải bữa sau á, em xài mấy bàn nó không có cam á, nhưng mà cái mic á bữa sau á em kiếm cái tai nghe em cắm vô nha, để mình chỉ nó thành cái mic á, được không? Mình kiếm cái tai nghe mình cắm vô để mình xài giống như cái mic á, được chưa? Để có gì thầy hỏi tới thì mình trả lời được ha, chứ không mình chỉ có nhắn tin thì nó hơi bất tiện, thì một số lúc thầy sẽ hỏi kêu em trả lời, kêu mấy em trả lời nha. Sao có một bạn nào văng ra khỏi lớp mà ta? Là mình giả sử cái nào đúng là mình giả sử luôn. Nhớ nha, bạn nào á mà mình xài mấy bàn mình không có cái mic được á, không có camera thì coi như nó cũng khó xử lý đi, bởi vì phải mua cái webcam. Nhưng mà nếu không có mic á thì nó dễ lắm, em chỉ cần cắm cái chữ luôn đúng nha. Em chỉ cần cắm cái tai nghe vào là nói được thôi. Chữ luôn đúng nha. Sau đó cái được. Có một bạn bị rớt ra là bạn nào vậy ta? Sao bị thoát ra một bạn rồi? Hai cách cho mình cái phần trình bày khác nhau một chút. Được chưa? Ok, tiếp tục nha. Thì rồi bây giờ bắt đầu thầy sửa lần. Sửa dần ha, câu C trước nè. Câu B, câu C, câu D rồi. So sánh. Căn 3 trừ 1. Cách 1 sẽ dễ làm khi trong trường hợp chỉ là hai số khác nhau thôi. Và 1. Không có cộng, không có trừ. Rồi bây giờ câu C này, bạn nào làm được, nói cách làm cho thầy nghe. Làm như thế nào? Và đối với câu B. Câu C, bữa nay bữa đầu tiên cho nên là thầy không có kêu theo kiểu là chỉ định đâu. Cho bữa đầu cho tụi em xung phong đi, em cũng chưa biết bạn nào hết, bữa đầu cho xung phong nha, mà không ai xung phong cũng có chỉ định nha. Mình bấm máy thử. Có ai không? Có ai làm bài xe không? Cô vẫn trình bày cách 1, cách 2 cũng là mình kiếm tên bằng đầu quen quen. Rồi Thanh Phong, ok. Thanh Phong nói thầy nghe thử. Dạ em sẽ tách cái 1 đó thành 2 trừ 1, mà 2 thì là căn 4 trừ 1, vì mà căn 4 thì lớn hơn căn 3 nên suy ra là 1 lớn hơn căn 3 trừ 1. Ừ, ok, đó, cách không cũng hay, ok, được. Tức là bạn sẽ tách cái 1 này ra thành là 2 trừ 1, cho nó giống cái dạng bên này, đúng không? Bên này nó có căn 3 trừ 1, thì bên này giống như hồi nãy thì làm, bạn dựa vào cái cách giống như hồi nãy thì làm cái cách 2 này đó, đúng không? Tức là thầy tách ra thành là 2 thành 1 cộng 1 cho nó giống cái dạng 1 cộng căn 2 đúng không? Đó.
Giờ thì ở đây bạn sẽ tách cái 1 ra thành 2 trừ 1. Thì ý tưởng là mình sẽ tách là căn 3 trừ 1 và so sánh 2 trừ 1 đúng không? Muốn so sánh hai đứa này. Mà muốn so sánh hai đứa này thì mình sẽ đi so sánh hai cái đứa này với nhau. Đúng không? Mà hai đứa này thì khi bình phương nó ra 3 và 4 là mình đã so sánh được ngay. Được chưa? Thế thì khi trình bày á, thì em trình bày như thế này nè. Em trình bày như thế này nó sẽ nhanh, trình bày giống cô B hỏi á, được chưa? Ta có này. Mình nháp ra ngoài mình thấy là gì? Mình cần phải so sánh 4 và 3 rồi đúng không? Cho nên khi mình trình bày vô mình nói luôn, ta có 4 hoặc là ta có 3 nhỏ hơn 4 đúng không? Suy ra căn 3 nhỏ hơn 2. Đó, mình trình bày kiểu giống như là mình biết trước vậy đó, thấy không? Nhưng mà thực ra là mình nháp ở ngoài vô trước rồi. Được chưa? Thì số 4 thì mình sẽ tách thành số 3. Căn 3 nhỏ hơn 2, từ đó suy ra trừ 1 hai vế căn 3. Được không? Số 4 mình tách thành số 3. Trừ 1 nhỏ hơn 2 trừ 1. Đó. Suy ra căn 3 trừ 1 nhỏ hơn 1. Đó. Đó. Tức là mình trình bày nhìn nó rất là kiểu biết trước vậy đó, nhìn nó ảo lắm, nhưng mà thực ra là mình đã phân tích trước rồi. Tức là mình làm như thế nào? Giờ phân tích là gì? Tôi muốn so sánh là căn 3 trừ 1 và 1. Đó thì giờ tôi sẽ làm cái chuyện này. Đó thì ha. Là thầy sẽ đi, mình sẽ đi lấy là căn 3 trừ 1 và 2 trừ 1. Tức là mình làm cho nó giống cái phần mà không chứa căn á. Cái phần bị trừ nè, làm cho nó giống cái dạng này đi. Được chưa? Sau đó cái việc còn lại của mình là đi so sánh hai cái đứa này với nhau. Được chưa? Đó, mà muốn so sánh hai đứa này với nhau thì nghĩ ngay tới chuyện là so sánh 3 và 4. Đó. Thì khi mình làm vô thì mình sẽ làm ngược lại, mình lấy 3 so sánh với 4 trước. Xong mình chuyển về căn 3 với 2, xong mình trừ 1 2 vế tự động nó ra. Đó. Đó. Cách làm của mình rất là đơn giản ha. Ok. Rồi. Được ha. Được nha. Thì nó lại cho mình số bao nhiêu? Rồi tiếp tục cụ đề. Phần không ghi trong bài ha. Phần bóc máy thì phần mình ngồi nó mới là bài hết. Không ghi vô. Cụ đề. Căn 2 cộng căn 3 và căn 10. Căn 2 cộng căn 3 và căn 10. À. Rồi, bạn nào làm rồi? Bạn nào làm rồi? Thực ra cái bài C đó em có thể vẫn có cách là gì? Em vẫn bình phương hai vế là bình thường được nha. À, ha. Vẫn làm như cái câu B đó, có cách đầu tiên đó, vẫn làm được. Nhưng mà em thầy thấy là cái cách phía sau đó, nhìn có vẻ nó dễ làm hơn. Và thực ra nó hơi khó nghĩ ra cái chuyện là phải cùng đi trừ 1, đúng không? Cùng tạo ra cái trừ 1. Hơi khó nghĩ về cái chuyện là lấy số 1 này biến về là 2 trừ 1. Đúng không? Nhưng mà nếu mà em nghĩ ra được tới đó thì em làm rất là nhanh. Cho thay vì phải bình phương lên làm rất là dài. Được chưa? Rồi. Bây giờ câu D này. Câu D này thì chắc chắn là không có kiểu nào, không có kiểu nào giống như được câu B và C rồi, đúng không? Không có cách nào mà mình phải để đi tạo ra cái dạng giống nhau rồi sau đó làm cho nó ảo ảo như không có đâu ha. Hơi khó. Thế thì bắt buộc câu D này mình phải đi bình phương thôi, đúng không? Chưa? Phải đi bình phương hết hai lần thôi. Có ai có cách khác bình phương không? Các bạn nào có cách khác không cần bình phương lên ngay từ đầu, có thể biến đổi gì đó là mới bình phương không? Thì hai số này đều là mà nó ngắn hơn là bình phương ngay từ đầu. Mà có căn thì mình đang. Ai có cách khác không? Vì rõ ràng mình thấy là gì? Hai câu trên á, mình biến nó về cái dạng cho nó giống cái số được, thì sau đó mình chỉ cần so sánh cái căn của cái số thôi, nó không có dấu cộng dấu trừ trong đó thì nó dễ rồi, đúng không? Nhưng mà bài này có D đi, một bên là căn 2 cộng căn 3, tức là cả hai số hạng nó đều có chứa chứa căn, bên kia là căn 10 đó, thì cuối cùng cái căn 10 mình đâu có tách được tổng của hai đứa nào mà trong đó có căn 2 hoặc căn 3 sẵn đâu, thấy không? Tức là mình không có bớt được cái số hạng, mình không có đưa về được cái dạng giống như câu A là cái dạng mà chỉ so sánh hai cái căn, hai cái số với nhau thôi, không có cộng trừ, đúng không? Không thể nào đưa về được. Thì bắt buộc câu D này mình phải đi bình phương hai vế thôi, đúng không? Bắt buộc phải đi bình phương hai vế. Rồi, đây bình phương này. Đầu tiên ta có căn 2 cộng căn 3 tất cả mũ 2 bằng 2 cộng với 2 nhân với căn, căn 2 nhân căn 3 là ra căn 6 đúng không? Cộng với 3 bằng 5 cộng 2 căn 6. Đã, 5 cộng 2 căn 6. Rồi, căn 10 tất cả bình phương bằng 10. Được chưa? Thế thì cái việc bây giờ của mình là gì? Nó lại về cái dạng giống giống như câu B câu C đúng không? Ở đây mình thấy là có 5 cộng 2 căn 6, ở đây là 10. 10 thì có thể là mình hiểu theo kiểu là 5 cộng 5.
Mình sẽ hiểu theo kiểu này. Được không? Rồi thầy chút nha, để thầy chỉnh cái máy dùm cho mình. Rồi tiếp nha. Rồi, ở đây mình sẽ thấy là một cái là 5 cộng 2 căn 6. Một cái nó sẽ dạng là 5 cộng 5 đúng không? 10 á, mình đưa về cái dạng cho sánh 5 cộng thì nó giống nhau đúng không? Thế thì mình ngay lập tức mình sẽ thấy là gì? Cái việc mình cần so sánh ở đây là mình so sánh 2 căn 6 và 5 đúng không? Mình so sánh hai cái này với nhau, được chưa? Thì chỗ đây mình sẽ trình bày như thế này. Cái 5 cộng 5 này là mình thấy nha, tức là thầy viết nháp ra thôi cho em thấy á. Được chưa? Thì mình sẽ nói như thế này. Đây có này vì này. Bây giờ mình muốn so sánh trực tiếp là sau hồi phân tích đó, thì mình sẽ đi so sánh 2 căn 6 và 5. Chà. Mà muốn so sánh 2 căn 6 và 5 thì khi bình phương lên đó, thì nó sẽ là mấy? 2 căn 6 tất cả bình phương thì nó là 4 nhân với 6 là 20. 24. Và 5 bình phương nó sẽ là 20, 25 đúng không? Cho nên mình sẽ làm như này. Vì 24 nhỏ hơn 25. Đúng không? Nên căn 24 nhỏ hơn căn 25. Đúng không? Nên mình nháp ra, sau rồi mình trình bày vô á, thì mình viết giống như là mình nó ảo ảo xíu, tức là mình viết giống như là mình biết trước vậy đó, hiểu không? Được chưa? Từ đó suy ra được căn 24 thì lấy căn sẽ là 2 căn 6 bé hơn 5 cộng 5 và 2 vé thì nó sẽ được là 5 cộng 2 căn 6 nhỏ hơn 10. Hiểu không? Tức là từ cái việc nếu mà em chỉ nhìn vào cái bài của thầy làm không á, em đọc cái bài làm không á thì mình sẽ không hiểu, mình sẽ khó hiểu là tại sao người ta viết vậy. Nhưng mà quan trọng là em phải phân tích trước đó, phân tích giống như thầy phân tích trước vậy đó, thì sau đó mình viết vô rất là gọn. Được không? Bắt chước cái cách này nha, bởi vì mấy đứa có nhiều bạn cũng đã học trước rồi, cho nên thầy chỉ thêm một số cách trình bày cho nó gọn lại. Yeah. Bán 10 thì từ đó suy ra được là căn 2 cộng căn 3 tất cả mũ 2 nhỏ hơn căn 10 tất cả mũ 2. Từ đó suy ra căn 3, căn 2 cộng căn 3 nhỏ căn 10. Được chưa? Mấy chỗ này em dùng suy ra tương đương gì cũng được, bởi vì thực ra đây là tương đương hết á, bởi vì nó không âm nha. Thực ra là tương đương hết ha. Bởi vì đây là số không âm rồi nên tương đương được bình thường nha. Vậy đó thì có thể hôm nay là mình sẽ sửa trước ba câu, ok, được chưa? Ok. Tuần sau thì mình có thể sửa tiếp ba câu tiếp là D, E, F chẳng hạn, hoặc có thể qua bài về nhà. Câu E, sửa luôn ha. Câu E, căn 3 và 2 trừ căn 5. Rồi hôm nay mình sửa tiếp câu C. Câu này tương tự như mấy như cái câu thầy mới sửa đó. Thì căn 3 và 2 trừ căn 5 nó cũng không có cách nào để tách ra cho nó ra cho nó gọn hết, đúng không? Là giống như câu B và C hết, đúng không? Bởi vì một bên là 1. Một bên là 2 trừ căn 5 mà bên kia là có căn 3. Bây giờ nếu mà muốn tách ra cái phần giống nhau, ví dụ như là muốn tách ra thành 2 trừ đi, thì nếu mà căn 3 muốn tách ra 2 trừ cho nó tách ra thành là 2 trừ 2 trừ căn 3 cũng không được, đúng không? 2 trừ trừ căn 3 cũng không được, cho nên là câu E này cũng không tách được bình thường, không giống câu B câu C được, được chưa? Nên bắt buộc là mình cũng phải đi bình phương hai vế giống như câu D, y chang câu D, kìa chưa? Y chang câu D ha. Rồi những thì câu E này làm tương tự câu D. Mấy đứa ngồi viết ra trước đi, bởi vì nãy giờ sợ có nhiều bạn chưa có kịp viết á, chưa kịp làm mà thầy sửa liền thì nó lại mất vui. Rồi ngồi viết ra trước, tương tự câu D em tự viết ra cho thầy coi thử là ra như thế nào, xong thầy sẽ kêu mấy em vô sửa nha, kêu mấy em nói mấy lần sửa nha. Thiếu em xem cái danh sách so với danh sách điểm danh là nó đủ đủ không?
Dạ vắng 27 lại 27 không có trong danh sách rồi. 27 với 27 không có à? 27 nó em nhắn hỏi chưa? Dạ nhắn rồi. Là 27 nó có điểm nhắn có đăng ký rồi đúng không? Nhưng mà chưa lập nhập vô lớp hay sao? Dạ em chứ em chưa biết nữa, chị Quyên kêu nhắn lại cho chị Quyên, em cứ nhắn lại cho chị Quyên trước là chứ em chưa biết sao nữa. Ừ, nhưng mà hai bạn đó là có trong Classroom chưa? Hai bạn nào mà thầy Hiếu nói là chưa có trong danh sách lớp đó là có trong Classroom chưa? Dạ có bạn Gia Long là bạn đó em mới add vô mà không biết bạn bạn nó vô được chưa nữa. Còn bạn bạn còn lại. Còn bạn còn lại vậy hả chị em? Check kìa. Bạn còn lại chưa vô được hả? Bạn còn lại là bạn nào? Chuyển tới dạ Trương Nguyễn Gia Linh. Trương Nguyễn Gia Linh. Wow. Nó đâu rồi? Dạ có trong Classroom. Là bạn nó có trong này chưa? Có trong lớp không? Dạ có trong lớp đi, có trong Classroom. À thấy rồi. Vậy là bạn Gia Linh là có lấy được cái file để coi bài làm không em? Gia Linh đâu ta? Bạn Trương Nguyễn Gia Linh đâu? Em có lấy được cái file để làm bài không? Bởi vì em chưa vô Classroom á. Trên Classroom hả thầy? Em vô Classroom chưa? À dạ rồi. À em vô rồi hả? Rồi ok. Bạn nào chưa vô được Classroom mà chưa có file phải nói thầy nha. Bởi vì không có file là em không có làm bài về nhà rồi này kia được đâu. Sao mấy em cố gắng mình vào học vào lớp học đúng giờ nha, thì sẽ cho em 5 phút đầu giờ để ổn định lớp trước, tức là khoảng 6:05, đúng 6:05 là sẽ dạy nha. Nay bữa đầu cho nên là mấy bạn vô lay ray, mình 6:05 nó cũng chưa có đủ lắm, không sao nhớ cố gắng ha, từ 6 giờ tới 6:05 là phải đủ nha. Sau đó mình sẽ học ha. Rồi cô E, cô E bạn nào năm rồi? Được bao nhiêu anh? Mấy bạn nào mà năm ngoái có học với thầy thì không biết trước, bởi vì mấy bạn khác thì chưa có biết mặt. Hôm sau thầy sẽ kêu sao? Mấy bạn mà học rồi á, mấy bạn mà học rồi á, thì nếu mà mình làm xong hết bài rồi á, mấy bạn thầy cho đang làm á, mà làm trước rồi á, thì em lấy cái file đó em cứ làm bài tiếp đi, em cứ lấy cái file bài tập đó em cứ ngồi em làm đi, thêm đi hả? Đừng có đợi, cứ về đây thầy đang cố gắng, thầy đang dạy chậm chậm lại cho mấy bạn mới thôi. Nên là mấy bạn mà học rồi mà học trước nhiều rồi á, thì mình cứ lấy bài tập mình làm đi, đừng có đợi thầy nha. Khi mà mấy bạn mà học kịp với nhau hết rồi thì lúc đó bắt đầu mình đi vô cái nhịp rồi nó học sẽ nhanh hơn. Có Mỹ An, Nguyễn Vũ, Mỹ An. Mỹ An đi. Nguyễn Vũ, Mỹ An làm câu này cho em, là câu E cho em. Dạ chưa thầy. Làm chưa được hay là chưa làm? Con mới bình phương lên thôi. Hả? À, sao con? Con mới bình phương lên thôi. Mới bình phương lên rồi. Rồi con làm tiếp đi. Rồi, em phải kiếm tiếp coi. Bạn Trần Thủy Tiên. Thủy Tiên làm chưa? Làm câu E này chưa? Lúc sau khi mình học điều kiện. Thủy Tiên đó ta, Đặng Trần Thủy Tiên. Ờ. Bạn Thủy Tiên nói mic hình như nó không nghe. Con nói lại thử. Nói lại cho thầy nghe không? Thầy thấy con mở mic mở nó không? Cảm nghe. Dạ, em chưa xong. À rồi, nó không nhỏ. Rồi rồi. Ờ. Bùi Lê Quang Hải. Dạ. Con hỏi con làm câu này chưa? Con làm câu E chưa? Dạ rồi. Rồi con làm rồi, nói cách làm thì nghe đi. Rồi, giờ làm cái gì? Mình phương lên đúng không? Dạ. Rồi. Căn 3 mũ 2. Bằng 3 đúng không?
2 trừ căn 5 tất cả mũ 2 bằng gì ta? Là bằng 4 trừ 4 căn 5 cộng 5. 4 trừ 4 căn 5 cộng 5 là bằng 9 trừ 4 căn 5. Rồi, 9 trừ 4 căn 5. Dạ. Rồi, vậy bây giờ mình phải đi so sánh cái gì với nhau đây? Đúng không? À, nhìn nó hơi hơi khó đúng không? Thế thì bây giờ con làm chỗ này con làm tiếp sao? Con là con bấm máy tính trừ 9, 9 trừ 4 căn 5 ra 1 luôn. Ồ, đâu được, 9 trừ 4 căn 5 mà sao ra 1 được? Không, không nha, mấy cái này so sánh là mình không có lấy máy tính bấm ra số lẻ đâu nha. Được chưa? Cái này bấm là phải... À, mấy cái này mình so sánh là mình phải đi làm đàng hoàng chứ mình kiểu mình làm giống như nãy giờ thầy làm á. Thì giờ chứ tụi con không có đi lấy máy tính bấm ra số lẻ xong rồi con suy ra nó nhỏ hơn nha. Được chưa? Rồi, rút kinh nghiệm nha. Đó là mình làm với không có điểm đâu nha. Được chưa? Rồi bây giờ bạn Thanh Tâm giơ tay rồi, Thanh Tâm nói cách làm thầy nghe. Dạ, con nghĩ là mình tách số 3 ra là 9 trừ 6, sau đó mình đi so sánh 6 với 4 căn 5 rồi lấy nửa đổi dấu lại. Rồi đúng đúng. Rồi. Đó, tức là có bạn đã hiểu được cái cách làm của thầy nãy giờ rồi. Thế bây giờ 9 với lại 9 trừ 4 căn 5 với lại số 3 này nè. Được chưa? Thì ở đây em thấy có cái phần là 9 trừ này. Đó. Thì cái số 3 này á mình sẽ hiểu là mình sẽ đưa nó về là 9 trừ 6. Đúng không? Con sẽ hiểu nó là 9 trừ 6. Bây giờ con sẽ đi so sánh cái gì? Đi so sánh số 6 và số 4 căn 5. So sánh hai này với nhau. Thì lát nữa mình lấy 9 mình trừ mình so sánh rất là dễ. Được chưa? Ví dụ như 6 mà lớn hơn 4 căn 5 thì lát nữa 9 trừ 6 nó sẽ nhỏ hơn 9 trừ 4 căn 5. Đủ dấu lại thôi, được chưa? Rồi đó. Thì cái việc mình là đi so sánh 6 và 4 căn 5 đúng không? Thì giống như hồi nãy giờ thầy làm á, thầy nháp ra á, được chưa? Thì muốn so sánh 6 và 4 căn 5 thì thay vào đó mình sẽ đi so sánh hai cái bình phương của nó, tức là so sánh 36 và 4 căn 5 tất cả mũ 2 lên là mấy? Là 4, 4 là 16, 16 nhân 5 là bao? 80. Được chưa? Đó, so sánh 36 và 80 được chưa? Cái này mình nói nè, vậy 36 nhỏ hơn 80 nè. Nên căn 36 nhỏ hơn căn 80. Từ đó suy ra được là khi mà chỉ khi là 6 nhỏ hơn 4 căn 5. Căn 80 tự động là 4 căn 5 đúng không? Từ đó khi và chỉ khi thêm dấu trừ vô trước. Được chưa? Trừ 6 lúc đó nhân trừ 1 hai vé thì bắt đơn thức đủ chiều này lớp 8 học rồi đúng không? Lớn hơn trừ 4 căn 5. Rồi, tương đương luôn. Cộng 9 vào hai vé đúng không? 9 trừ 6 sẽ lớn hơn 9 trừ 4. Được chưa? Khi và chỉ khi 3 lớn hơn 9 trừ 4 căn 5. Rồi, tương đương luôn. Tương đương căn 3 tất cả mũ 2 lớn hơn 2 trừ căn 5 tất cả mũ 2. Từ đó khi và chỉ khi căn 3 lớn hơn 2 trừ căn 5. Hiểu không? Hiểu không? Con thấy nãy giờ 3 bài thầy làm liên tiếp á, nó rất là giống nhau. Bài D, bài E rồi này cách làm rất là giống nhau. Tức là gì? Đầu tiên bình phương lên trước, đúng không? Bình phương xong nó sẽ ra là cần so sánh số 3. Cần so sánh con 3 này. Bình phương xong mình thấy cần so sánh 3 và 9 trừ 4 căn 5. Được chưa? Thì cái việc so sánh số 3 và 9 trừ 4 căn 5 này nó rất là giống như mấy cái bài C này. Và rất là giống như bài B. Cũng giống như bài B đúng không? Rất là giống. Giống như bài D là giống ở cái chỗ nào? So sánh 10 và 5 cộng 2 căn 6. Đó. Tới chỗ này nó là giống nhau đúng không? Thì tụi con sẽ làm cái gì? Tụi con sẽ đi đưa về, ví dụ như là gì? Ở đây là cái dạng là một số và một cái phần kia nó còn lại là số và một cái căn. Tức là một bên nó là số không, bên kia nó là cái số cộng với một cái căn. Được chưa? Cộng hoặc trừ một cái căn gì đó. Thì mình tách cái phần số cho nó giống nhau trước. Mình cũng đưa cái này về cái dạng là dường như đây là hình tam giác đó. Thì mình cố gắng đưa cái thằng này về một cái tam giác, tức là một cái phần giống như bên này, được chưa? Đó. Rồi cộng với là một cái phần gì đó riêng ra, cộng với là một cái vuông kiểu vậy. Ha. Về một cái tam giác giống kia cộng một cái vuông. Cuối cùng mình sẽ đi so sánh là gì? So sánh cái vuông và cái căn này với nhau. Cộng trừ, cái dấu cộng dấu trừ gì cũng làm được hết á. Được chưa? Nó cũng giống nhau hết. Hiểu không?
Đó, cách làm của mình ý tưởng nó đi thôi. Đi từ đó ra tạo ra cái phần giống nhau trước, còn cái phần không giống nhau thì mình sẽ đi so sánh nó với nhau. Và phần không giống nhau nó so sánh rất là dễ, chứ bình phương cái là ra số rồi. Thì cái phần đó nó không có dấu cộng, không có dấu trừ giống nó nữa. Rồi, sự vô. Câu F. Câu F này dễ đúng không? Trừ 2 căn 23 và trừ 3 căn 15. Đó. Nó chỉ đơn giản là hơi lưu ý thôi. Hai bên đều phải lớn hơn 1 thì mới được. Trừ 2 căn 23. Và trừ 3 căn 15. Rồi. Câu F này rất là dễ nha. Câu F này ai cũng làm được hết đó. Bây giờ muốn so sánh hai cái số này, nó đều có dấu trừ đúng không? Thì đầu tiên mình so sánh cái phần không có dấu trừ trước. Rồi sau đó mình nhân trừ, mình nhân trừ 1, tức là mình theo dấu trừ và hai vế thì phần thức nó đổi chiều thôi. Đổi cái chiều ngay giữa thôi, được chưa? Đổi cái giữa là xong. Bây giờ muốn so sánh hai căn 23 và ba căn 15 thì mình sẽ đi so sánh là ta có này. Ở đây có rất là nhiều bạn dễ bị sai ở cái chỗ này. Em bị quen cái chuyện là muốn so sánh hai số thì em lấy bình phương lên, em sau đó em suy ra hai số đó đúng không? Mà em quên mất cái chuyện là gì? Hai cái số mà khi bình phương lên đó. Lại này, em quên mất cái chuyện là khi hai cái số đó bình phương lên là hai số đó nó phải là hai số cùng âm. Được chưa? Hai cái số khi bình phương lên nó phải là cùng âm. Nhớ chưa? Thế thì khi nó là số âm thì sao? Thì mình cứ đi so sánh hai cái số là mình sẽ đi so sánh này. 2 căn 23 và 3 căn 15 trước. Mình so sánh hai cái số không âm trước. Lát mình nhân trừ 1 gai vế mình đổi chiều thôi. Người ta có nè. 2 căn 23 tất cả mũ 2 bằng 4 nhân 23 đúng không? Đây là mấy ta? 92 à. 81 là trừ x bình rồi đúng không? 3 9 bình. Căn 15 tất cả mũ 2 bằng. Từ đây bạn dùng 9 nhân 15 trừ 1 bằng 9 nhân x trừ 1 cộng 9 135. Được chưa? Vậy 92 nhỏ hơn 135 nên mà lưu ý hai thằng nhân nhau 2 căn 23 tất cả mũ 2 dấu hoặc vuông nhỏ hơn 3 căn 15 tất cả mũ 2. Từ đây mình tìm được chỉ phi 2 căn 23 8 nhỏ hơn 3 căn 15. Bây giờ người ta biểu so sánh hai cái có dấu trừ đúng không? Từ đó thì và chỉ phi nhân trừ 1 và 2 vế, bởi vì 2 vế là số không âm rồi. Đúng không? Đó là cách 1. Dùm bên mình bị được. Nghe tiếng cô Phương hơi to hả? Còn cách 2. À. Ok. Còn cách 2. Thì mình không khác thành cách liền thì mình có thể biết mình rồi hai căn là nhỏ hơn được chưa? Rồi mình chuyển 81 khi và chỉ khi bây giờ nhân trừ 1 và 2 vế thì nó ra trừ 2 căn 23 đổi chiều ha, trừ 3 căn 10 3 căn 15 được chưa? Nghe đỡ tiếng chưa Hiếu? Do không có nghe được cái tiếng. Dạ mic cô Phương hơi bị kiểu to to mà ý là nó bị lọc tiếng của cô Phương vô. Từ đây mình có thể nhẩm thì từ đây mình chưa ra được ha, cái mình có thể xem do cái hồi gần trong phòng vậy á. Yeah. À nó cùng lúc cho nên là cái tiếng nó bị vọng qua. Nghiên cứu thôi. Thôi bữa nay cứ đỡ đi, bữa sau để nghiên cứu cái phương pháp. Đúng rồi. Phương án. Thì đây là các chương trình bậc thang là nó bậc thang. Dạ vâng. Ok rồi vậy ha. Từ đó mình biết là tắt thằng này, thì thằng này có thể tắt ra được. Rồi. Ok, mình đầu tiên. Mình so sánh ha. Rồi. Tại đây, cái đây là những cái bài thầy cho làm ở đây á, ở lớp á, là những cái dạng, tức là mỗi bài thầy cho là một dạng hết, nghe chưa? Là mỗi bài thầy cho làm đúng một lần thôi là thầy sửa xong là xong.
Thì khúc này thầy đang đi nhanh nên là thầy không có cho, thầy cũng hạn chế cho thời gian tụi em để tụi em ngồi làm, tụi em ngồi làm nó bị mất thời gian á, nên là thầy cho em làm mà thầy sửa liền luôn, sửa nhanh luôn ha, không có cho cái thời gian ngồi làm rề rề nó mất thời gian. Rồi hôm sau á, sau khi mình đi hết cái kiến thức cũ rồi á, mình qua kiến thức mới á, bắt đầu thầy mới vừa cho ví dụ, cho em thời gian làm, thầy sửa được từ, thầy kêu các em làm bài. Hôm nay thầy đang ôn lại nha, cho nên là thầy đi nó nhanh xíu nha. Nên bạn nào mới vô thì mình phải cố gắng mình theo ha. Còn bài tập thì nó chính là bài tập về nhà, được chưa? Ok, để thầy cho em làm rồi. Cho em làm mấy câu qua. Bài từ từ nhé. Giờ cứ một bài, ví dụ nó có 8 câu thì thầy sẽ cho em làm san kẽ mấy câu chẵn hoặc là câu lẻ nha. Mấy câu còn lại về nhà làm ha, để cho có bài cho mấy bạn mới học luyện tập nữa, được chưa? Mấy em mới vô á, mình có thể xem trong cái classroom á, nó có mấy cái bài cũ đã được đăng rồi á, trong đó nó có những bài tập, nó có bài tập về nhà hết luôn, được chưa? Nó có cả bài tập về nhà trong đó, nó có cả mấy cái video hướng dẫn học trong đó, tức là của mấy lớp online hồi trước lớp học chung á, thì tụi em vô nó để tụi em coi thử là hồi đó mấy thầy cô dạy cái gì, mình lên mình xem lại nha, kết hợp giữa việc học đây và xem lại mấy cái bài cũ luôn nha, mới theo kịp nha. Bây giờ bài tìm giá trị của x biết rồi, thử làm. Bây giờ thầy làm một câu nhỏ trước, câu A này. Mũ 2 bằng x mũ 2 trừ 16 bằng 0. Rồi, chỗ này tương đương ha. Hiện tại á, thì cái dấu tương đương này em cứ xài đi. Tới khi nào mà không xài nữa, không được xài dấu tương đương mà phải xài suy ra, hoặc là tương đương cần phải đặt điều kiện gì thì lúc đó thầy sẽ dạy cho em sau. Hiện tại em cứ đặt tương đương đi, được chưa? Bởi vì em chưa có cái gì phải sợ về cái dụng là tương đương hay suy ra đâu. Khi nào cần thì sẽ nói ha. X mũ 2 trừ 16 bằng 0. Khi và chỉ khi, là đọc là tương đương hoặc là đọc khi và chỉ khi như nhau nha. X sẽ bằng x bình bằng 16, được chưa? Thực ra ở đây á, nó có hai cách. Nếu mà em để x bình bằng 16 á, thì mình đang hiểu là gì? Mình đang làm theo kiểu là căn bậc 2, tức là x bằng 4 hoặc. Cái dấu vuông là hoặc ha. Vuông là hoặc. X bằng trừ 4. Nhớ cái dấu này là hoặc. Thực ra bài này mình còn một kiểu làm nữa đúng không? Kiểu làm giống như lớp 8 đúng không? X mũ 2 trừ 16 bằng 0. Này cũng chả phải lớp 8 đâu, lớp nào cũng dùng được hết đó. X trừ 4 tách ra đúng không? Hình ảnh thức. Đó. X trừ 4 bằng 0. X cộng 4 bằng 0. Đó, làm kiểu này cũng được. Đúng không? Đó ha, làm kiểu này cũng được. Nhưng mà ở đây thầy đang muốn cho em làm cái kiểu x bình phương 16 là x bằng cộng trừ 4, bởi vì là x bằng 4 hoặc trừ 4, bởi vì là mình đang học căn bậc 2. Cho nên là mình phải làm để mình hiểu là gì khi x bình phương 16 thì x nó bằng căn bậc 2 của 16. Và căn bậc 2 của 16 thì có hai căn đúng không? Căn âm và căn dương, tức là 4 và trừ 4. Được. Ok, tương tự. Em làm câu B, câu C, câu D. Câu C thì dễ rồi. Căn x bằng 5 thì x bằng mấy? Dựa vào định nghĩa ha. Tự biết nha.
Ok, rồi giờ tiếp tục nha. Rồi. Rồi. Bây giờ cái tiếng mà vọng, ủa Hiếu nãy giờ nghe cái tiếng vọng, để lát thử nghe thử cái tiếng vọng nó còn lớn không nha. Có nghe cái tiếng nó bị dội quá không? Có còn nghe tiếng nhiều không? Nghe to không? Để hôm nãy giờ hình như là hết nghe rồi thầy. Lâu có xíu xíu nhỏ nhỏ. Nãy giờ anh chưa nói, giờ bây giờ mình bắt đầu nói lại, bây giờ bắt đầu mới dạ. À, dạ vâng. Nghe thì nói nha. Do bây giờ trong phòng rồi bây giờ dạy mà anh cũng chả biết đi đâu, nhờ dịch ra đường sao dạy, đâu có chỗ nào mà đi ra đường dạy đâu, nên là mấy đứa nghe mà có tiếng nó bị lỡ nó có dội gì đó thì nhắn lên, hiểu không, để thầy cô nói nhỏ lại. Chứ bây giờ hai người ngồi trong cái phòng có 10 mét vuông mà không có chỗ đi đâu á, phòng trọ mà chỗ đâu mà đi, nên là phụ huynh phải nói, mấy đứa nó phụ huynh thông cảm. Chứ bây giờ còn ai mà thắc mắc cái chuyện là bây giờ tiếng nó vọng, nó vào dội mà lớn quá thì có thể đổ qua lớp khác học. Chứ bây giờ như thầy với cô ở chung phòng mà bây giờ phòng trọ nó có chút xíu siêu à, dịch nữa chả biết đi đâu á, nên bây giờ chịu à, đúng không? Chứ có giảm tới cái mức tối thiểu cho tụi em không có bị khó chịu thôi, chứ nhưng còn nếu mà phụ huynh thấy mà căng thẳng quá, tiếng mà căng thẳng quá thì có thể đổ qua lớp khác ha, bởi vì cái đó thầy không giải quyết được hả. Bây giờ thầy cũng chịu à, dịch chứ còn như bình thường thầy cũng chả cần phải dạy online mà ngồi trong cái phòng nó xíu xiu để nói cho nó dụ tiếng đâu, đúng không? Nên bạn nào mà thấy ồn quá thì có thể đổ lớp được ha. Rồi ok, học tiếp nha. Nói thiệt nha, bởi vì dịch này ai cũng khó khăn á, không có, mình phải thông cảm thôi. Còn cái tiếng nó dội lớn quá thì có thể thầy cô đã cố gắng nói nhỏ hết mức có thể rồi. Tiếp tục nha. Rồi ok, tiếp tục nha. Bây giờ cô B tương tự ha. Cô B. B tương tự. X mũ 2 bằng 13. Từ đó ra được là gì? Tương đương với x bằng căn 13 hoặc x bằng trừ căn 13. Căn 13 hoặc trừ căn 13, được chưa? Bạn nào á mà thấy ví dụ như tiếng nó bị ồn hay tiếng nó bị rè hay là sao á thì cứ nhắn trực tiếp với thầy nói để thầy điều chỉnh nha, chứ mình đừng có để kiểu phụ huynh phải nói vô, tự nhiên thầy đang dạy tự nhiên có phụ huynh nhắn vô là lớp ồn quá rồi nghe khó chịu này kia, thầy cũng khó chịu lắm, thầy cũng dạy không được, tự nhiên cái thầy hết cái cảm xúc để dạy luôn, mất cái hứng để dạy, hiểu không? Nên có chuyện gì á mấy em cứ nhắn trực tiếp, bây giờ mà thầy giải quyết không được á thì phụ huynh nhắn vô, được chưa? Bởi vì những cái chuyện này nó rất là bình thường, ví dụ như ồn quá em có thể nhắn thầy, bởi vì thầy đâu có để ý, thầy không có nghe được cái tiếng thầy nói vô thì em nghe ra sao hết á, thầy không có nghe được, cho nên là em cứ nhắn thầy rồi thầy coi thầy điều chỉnh. Hoặc là ví dụ như thầy trợ giảng thấy nó có vấn đề gì đó thì thầy sẽ nói trực tiếp với thầy, còn như tụi em thấy thì như nói trực tiếp với thầy, tự nhiên để cứ để phụ huynh nhắn qua trung tâm, sang trung tâm báo lại thầy đang dạy, thầy cũng đâu có đọc tin nhắn đâu. Thì hồi nãy thầy ngồi thì nghe, thầy mới nghe cô nói là cô nói thì thầy mới đọc tin nhắn, nó rất là khó chịu nha. Cho nên bạn nào mà thấy không phù hợp học được á thì mình có thể chuyển qua lớp khác, được chưa? Bởi vì đang dạy mà gặp mấy tình huống này nó bị tụt mút lắm, khó chịu lắm. Rồi tiếp tục ha. Cô C nè. Căn x bằng 5. Mình nhớ nè, những cái bài này bài gọi là giải phương trình, được chưa? Thì đúng ra những bài này á nó phải có một cái chuyện là phải đặt đường xác định trước, nhưng mà ở đây á
là ở đây á, là mình chưa học tới cái phương trình vô tỷ, được không? Cho nên là ở đây người ta cho em sẵn cái điều kiện này, em thấy này, cái này là một cái tiền đề để bữa em học phương trình vô tỷ nha. Đó, tiền đề cho thầy nha. Ở đây á, không phải là mình không có điều kiện, không đạt được điểm xác định đâu. Nhiều bạn có thể học trước thì mình thấy ủa sao ở đây nó có cao mặt hai, thầy không biểu mình đạt điểm xác định ta, là không phải, do là mình chưa học tới phương trình vô tỷ, cho nên là thầy không có, người ta không có biểu mình đạt điểm xác định, người ta đã cho sẵn cho mình là x lớn bằng không, em thấy không? Đó, mà cái x lớn bằng không thì thực ra đúng ra cái chỗ này nó cũng bị thiếu này, chỗ này x nó phải lớn bằng một này, đúng không? Nhưng mà thôi mấy chỗ đó coi như là mình bỏ qua đi, mình đúng đó là mình bỏ qua là mình sai nha, mình bỏ qua là mình sai đó, nhưng mà bởi vì mình chưa học thì thôi coi như mình chấp nhận là nó chưa có đi, sau này lúc mình học tới phương trình vô tỷ thì sẽ nhắc lại cái chỗ đó cho tụi em, được chưa? Bởi vì giải phương trình là bắt buộc phải có điểm xác định đó nha. Còn như tụi em bây giờ tới hiện tại á, thì tụi em mới chỉ đạt được điểm xác định cho cái mẫu số khác không thôi, còn cái căn em chưa học, đúng không? Lát nữa thầy mới nói sao, được chưa? Cho nên là bài này em tạm chấp nhận là điểm xác định nó đã được thỏa mãn đi, mình làm ha, nhớ nha, chứ không phải là không đạt được điểm xác định ha, nhớ kỹ. Cái này thầy dặn để nhiều khi mấy bạn không có học trước á, cái nói sao thầy không đạt được điểm xác định. Rồi, câu C. Ở đây mình coi như điều kiện xác định nó được thỏa mãn ha. Thì mình tương đương ra căn x bằng 5 thì x sẽ bằng 5 mũ 2, đúng không? Mũ 2 hay vé là bằng 20. Nào, được chưa? Cái này nó dễ quá, cho nên kết luận thì có thể là mình vậy nè, chỉ luôn. Cái này đúng ra tới mấy bài phương trình thì mới chỉ mấy cái này, nhưng mà thôi để nói trước đi. Đó, x bằng như thế này, viết như thế này. Rồi thôi vậy x thuộc đi, viết thì cho nó dễ hiểu chứ. Vậy x thuộc trừ căn 13, căn 13. Còn ở đây là vậy, x bằng 25, mấy cái một giá trị thì biết bằng luôn, được chưa? Rồi tương tự mấy câu D, E, F, G, H nó rất là giống, được chưa? Mấy câu này về nhà mình sẽ làm, được chưa? D, E, F, G, H là những câu mình sẽ về nhà làm nha. Rồi giờ thì giải qua khác nha, tiếp tục ha. Này thì đi nhanh chút. Câu 1.4 này thì chưa đâu, bỏ qua đi, từ từ. Ok, mình học qua cái mới, tiếp tục. Căn thức bậc 2 và hàm ẩn thức căn bậc 2 của A bình bằng A. Cái này rất là quan trọng nha. Căn thức là một cái mình sẽ sử dụng, mình sẽ đụng chạm cho nó liên tục. À, cái phần căn thức. Nãy giờ là mình học căn bậc 2, căn của số. Tức là cái bi thức trong căn nó chỉ là bây giờ trong căn nó chỉ là một số, được chưa? Bây giờ trong căn nó chỉ là một số. Bây giờ trong căn bậc 2 của mình nó là một biểu thức. Thì biểu thức nó khác gì? Biểu thức thì em hiểu hôm nay cho thầy, biểu thức thực ra nó là nó chứa chữ thì gọi là biểu thức thôi, được chưa? Em hiểu hôm nay cho thầy, nó chứa chữ thì nó gọi là biểu thức, vậy thôi, vậy ha. Rồi. Còn nó chỉ nếu mà nó không có chữ, nó chỉ toàn là số không, thì được, thì nó là bình thường, thì nó là chữ số, căn số bình thường nãy giờ, đúng không? Chứa chữ thì thực ra nó cũng có hai loại là tham số và chứa hằng số, nhưng mà em chưa cần quan tâm mấy cái đó đâu, khi nào đụng vô thì thầy sẽ nói tiếp. Em bây giờ em cứ nôm na là gì, khi mình thấy nó có chữ trong đó thì em hiểu nó là biểu thức, được chưa? Thì đây người ta nói là gì, nếu A là một biểu thức đại số, đọc kỹ đi thế nha, nếu A là một biểu thức đại số, ta gọi căn A là căn thức bậc 2 của A. Được chưa? Ta gọi căn A là căn thức bậc 2 của A. A còn gọi là biểu thức dưới dấu căn. Được chưa? Căn thức bậc 2 nó có chữ thức. Nó là căn bậc 2 đúng không? Còn bây giờ là căn thức bậc 2. Tức là dưới dấu căn nó là biểu thức. Nôm na là vậy thôi, nó là đơn giản nha. Căn A là căn thức bậc 2 của A. A được gọi là biểu thức dưới dấu căn. Đọc kỹ nè, em nhớ kỹ cái khái niệm. A được gọi là biểu thức dưới dấu căn. Biểu thức dưới dấu căn hay mình còn có thể là nói nó là trong căn, biểu thức trong căn. Trong căn. Được chưa? Đó, em mình có cách nhiều cách để nói nó ha, có thể nói là biểu thức dưới dấu căn, hoặc là mình có thể nói là biểu thức trong căn, nó tùy anh ha. Tùy lúc người ta dùng, thầy cũng vậy, có khi là thầy nói là biểu thức dưới dấu căn hoặc là thầy nói là biểu thức trong căn ha, được chưa? Thì khi thầy nói em phải biết nó là cái gì nha. Thế thì biểu thức trong căn nó chỉ là chữ A thôi, em nhớ kỹ với thầy, chỗ này nó liên quan tới lát cái điểm xác định, được chưa?
Ví dụ như thầy cho căn bậc 2 của 2x cộng 1 đi, chẳng hạn vậy, được chưa? Thì cái biểu thức dưới dấu căn ở đây, hay gọi là biểu thức trong căn ở đây, là nó chỉ có là biểu thức trong căn. Biểu thức trong căn. Khi người ta nói biểu thức trong căn, thì em chỉ nhớ nó là 2x cộng 1 thôi. Được chưa? Đó. Khi người ta nói là biểu thức trong căn thì nó chỉ là 2 cộng 1 thôi. Nó không có dấu căn ở ngoài nha. Nó chỉ là biểu thức phía trong thôi. Được chưa? Ok. Rồi. Tiếp tục. Đó là định nghĩa. Tiếp theo. Biểu thức căn A có nghĩa, tức là nó xác định, có nghĩa hay gọi là xác định. Hai cái từ này tương tự nhau nha. Biểu thức này có nghĩa hay người ta nói biểu thức này xác định. Người ta nói là gọi là điều kiện có nghĩa hoặc là điều kiện xác định. Được chưa? Có nghĩa khi và chỉ khi biểu thức trong căn không âm, được chưa? Biểu thức trong căn không âm nhớ kỹ nha. Thì sau cái dòng này, sau khi mình học cái câu định nghĩa này, được chưa? Sau khi mình học câu định nghĩa này, thì khi mình làm bài á, mình có thêm một cái loại điều kiện xác định nữa. Hồi lớp 8 á, em có một cái điều kiện xác định là gì? Là các cái dưới, các cái mẫu số đồng thời phải khác không? Là ở lớp 8 đúng không? Lúc mà em học các cái phân thức đó. Phân thức, em rút gọn các phân thức thì em có một điều kiện xác định là gì? Mẫu số phải, các cái mẫu số cái định có khác không? Được chưa? Rồi, thì bây giờ bắt đầu em học tới cái căn bậc 2, căn thức bậc 2 này. Thì sau khi em học cái định nghĩa này thì trong một cái biểu thức người ta cho mình thì nó có hai cái loại mình cần phải đạt được xác định ở đây. Thứ nhất là mẫu số phải khác không, tất cả mẫu số đều khác không, được chưa? Và cái chuyện thứ hai là tất cả các biểu thức trong căn, tức là có căn nào thì tất cả những biểu thức trong những cái căn đó đồng thời phải lớn hơn hoặc bằng không hết, được chưa? Nó phải đều lớn hơn hoặc bằng không, được chưa? À, nhớ kỹ nha. Đó, lát thì lát nữa hoặc là hôm sau, chắc là hôm sau mình mới bắt đầu làm mấy cái bài rút gọn mấy biểu thức chi biến ha. Tức là lúc đó mình mới cần quan tâm đến điều xác định, thì lúc đó thầy sẽ nhắc lại. Yeah. Ok. Tính chất này cực kỳ quan trọng nha. Và nó cũng là cái thứ mà tụi em hay sai. Được chưa? Yeah. Khi em lấy ra bằng căn nó hay sai. Nhớ kỹ. Với mọi A, ta có hàm đẳng thức căn bậc 2 của A bình phương. Với mọi A có nghĩa là gì? Có nghĩa là A âm hay A dương thì tôi không cần biết. Âm cũng được, dương cũng được. Được chưa? Nhưng mà lúc nào cũng có là căn bậc 2 của A bình phương bằng trị đối của A. Nhớ kỹ nha, cái này cực kỳ quan trọng nha. Cái tính chất này rất là quan trọng ha. Căn A bình bằng trị đối của A. Mà trị đối của A thì mình biết rồi, hồi lớp 7 mình đã học rồi đúng không? 7 lớp 6 mình đã học rồi. Trị đối của A thì bằng A nếu A lớn bằng 0. Và trị đối của A thì nó bằng trừ A nếu mà A nhỏ hơn. Không. Đó. Cái này hồi lớp 6, lớp 7 mình đã học về trị đối rồi. Đúng chưa? Cho nên là chỗ này, cái phần phía sau này á, thực ra nó là cái cũ. Còn cái mới của mình ở đây là gì? Cái này nè. Đây chính là cái mới này, đúng chưa? Đó. Căn bậc 2 của A bình phương bằng trị đối của A, nhớ chưa? Nhớ kỹ nha. Chỗ này là tụi em khi làm bài rút gọn, tụi em rất là hay sai ở cái chỗ này. Khi em lấy căn của A bình phương ra ngoài á, em không có để ý coi là A nó âm hay dương, đem đủ dấu. Nếu mà nó dương thì em giữ nguyên đem ra ngoài thôi. Mà khi nó âm em đem ra ngoài mới đủ dấu. Rất là dễ bị sai nha. Nhiều bạn sai chỗ này lắm. Cẩn thận. Rồi, tiếp theo. Từ cái chuyện là căn bậc 2 của A bình phương bằng trị đối của A đó. Thì mình có những cái hàm đẳng thức sau. Được chưa? Rồi. Ở đây mình có gì? Cái này là căn của tích. Căn của một cái tích này. Tích A nhân B này, được chưa? Căn của tích thì bằng tích các cái căn. Được chưa? Căn của tích bằng tích các căn với điều kiện là gì? Ở đây nè. Cực kỳ quan trọng. Đây, rất là quan trọng nha. A, B là các số cùng âm. Thì nó mới có cái chuyện là căn của A nhân B bằng căn A nhân căn B. Đó, nó mới có chuyện này nha. Thì chè rất là quan trọng nha. Ví dụ như thầy có là căn của, ví dụ như thầy có là, nhiều khi tụi em làm nó bị sai lắm. Vậy thầy có căn của x cộng 1 nhân x cộng 2. Căn hàng vậy, được chưa? Đề chỉ có bao nhiêu mà thôi. Và chưa có chứng minh được là x cộng 1, x cộng 2 là hai số không âm. Chưa có chứng minh được cái điều đó.
Nhưng mà rất là nhiều bạn đưa một cái ra thành căn x cộng 1 nhân cả x cộng 2 luôn. Là sai không? Sai. Nhớ không? Bởi vì sao? Ở đây x cộng 1 và x cộng 2 nó chưa có chắc lớn bằng không. Đúng không? Nó chưa có chắc là hai số nó đều là không âm. Thành ra là mình không có được tách nó ra. Nhớ chưa? Nhiều vậy thầy cho em một cái ví dụ. Thầy lấy một cái ví dụ làm thấy ngay là cái trường hợp này nó bị sai. Được chưa? Rồi thầy lấy x bằng -3. X bằng -3, được chưa? -3 thấy vô thì nó là -3 cộng 1 nhân với -3 cộng 2. Thì nó sẽ bằng là -2 nhân -1, đúng không? -2 nhân -1 bằng 2. Thì căn của nó sẽ bằng căn của căn 2, đúng không? Cái này đúng, không có gì xảy ra hết, được chưa? Nhưng mà nếu em tách nó ra, nếu em tách ra là căn của -3 cộng 1 nhân với căn của -3 cộng 2. Nếu em tách như thế này thì có phải rõ ràng nó là gì? Căn của -2 nhân với căn của -1, sai chưa? Hai số âm mà, mình sao đưa vô căn được? Thấy sai chưa? Được ha. Nên nhớ là gì? Khi em muốn tách cái căn của A nhân B ra thành căn A nhân căn B thì phải bắt buộc phải có một điều kiện là AB phải là không âm trước em mới có quyền tách ra. Bởi vì khi mình tách ra căn A nhân căn B thì nó xuất hiện hai căn A căn B ở đây. Mà khi nó đã xuất hiện hai căn A căn B ở đây thì bắt buộc hai cái căn đó nó phải xác định hoặc là gọi là nó phải có nghĩa trước. Tức là AB phải không âm trước thì mới tách ra được. Đấy nha. Cái chỗ này rất là nhiều. Mình rất là hay bị sai nha. Thầy dặn luôn nha, sau này em làm bài thế nào cũng có bạn bị sai. Và ít nhất bạn nào cũng thường là sẽ bị sai một lần. Không ít thì nhiều, cũng phải một lần, ít nhất phải có một lần, thường là vậy. Được chưa? Rồi. Nhớ kỹ nha. Đó. Thế thì nếu như cái x cộng 1, x cộng 2 này mà người ta muốn tách ra thành căn x cộng 1 nhân cái x cộng 2 á thì ít nhất nó phải có một cái điều kiện phía trước, là ví dụ như họ cho là với x lớn hơn hoặc bằng 0 chẳng hạn vậy. Nếu x lớn bằng 0 thì x cộng 1 lớn bằng 1, x cộng 2 lớn bằng 2. Ok, hai căn này phá ra được thoải mái. Đó, chẳng hạn phải có điều kiện như vậy thì nó tách được. Đấy nha, còn không là không có được tách nha. Rồi, nó sai vậy thôi. Khi nào gặp thầy sẽ nói kỹ lại. Tiếp tục. Tương tự thì mình nhớ là gì? Phép nhân, phép chia nó cũng như nhau đúng không? Ví dụ như là A chia B đi thì thực ra nó cũng là A nhân với 1/B. Thì cho nó cũng là hai số bình thường thôi. Được không? Nhân chia nó như nhau. Vậy thì cho nên là người ta có thêm cái tính thứ hai là gì? Là căn của A phần B sẽ bằng căn A chia căn B. Căn A phần B bằng căn A chia căn B. Thì ở đây thực ra A và B nó cũng phải là hai số không âm đúng không? Nhưng mà nó thêm một cái điều kiện là B nó phải khác không. Thực ra hồi nãy người ta đã cho B không âm rồi. Thì ở đây B chỉ cần khác không nữa thôi. Mà vừa khác không vừa không âm thì có phải suy ra B nó lớn không luôn không? Cho nên người ta viết luôn là thành B lớn không cho em luôn. Hiểu không? Cho nên người ta gom lại nó thành B lớn không. Chứ thực ra nó vẫn là ban đầu nó vẫn là không âm trước đúng không? Mà sau đó nó chỉ cần khác không nữa thôi. Bởi vì nó dưới mẫu. Mà vừa khác không mà vừa không âm thì nó ra là lớn không. Hiểu không? Ok ha. Được chưa? Nhớ kỹ. Thế thì căn của một cái tích thì bằng tích hai căn. Căn của một cái thương thì bằng thương của hai cái căn. Khi nào? Khi mấy cái thành phần đó, nó đều không âm hết. Tiếp tục. Cái chấm thứ ba, cái dấu thứ ba này thì nó bản chất của nó chính là cái này, được chưa? Nó chính là cái này kết hợp với lại cái này, cái này kết hợp với nhau, được chưa? Nó chính là hai cái này kết hợp với nhau, được chưa? Thì rõ ràng là gì? Đầu tiên mình thấy này, căn của A bình nhân B thì nó sẽ bằng, nếu mà dùng thì dùng cái này trước. Thầy dùng cái này trước, được chưa? Ở đây A bình phương và B đều là hai số không âm, đúng không? Cho nên thầy sẽ đưa thành là căn A bình nhân căn B. Đúng không? Đó. Rồi, sau đó thầy lại áp dụng tiếp tới cái này. Đúng không? Thì căn A bình nó lại ra tuyệt đối của A nhân với căn B. Ở đây là với A bất kỳ và B lớn hơn hoặc bằng 0. A bất kỳ và B lớn bằng 0. Bởi vì sao? B lớn bằng 0 thì mình tự suy ra được nha. Bởi vì sao? Khi mà đã viết cái căn bậc 2 của A bình B rồi á, thì mình đã có cái điều kiện là A bình B bắt buộc nó phải lớn bằng 0 rồi. Được chưa? Mà rõ ràng là A mũ 2 nó đã lớn bằng 0 thì B chắc chắn nó phải lớn bằng 0. Thì cái đó nó tự động suy ra được không?
không cần phải, người ta không cần cho trước đâu nha, mình tự phải suy ra cái chuyện đó nha. Hay chưa? Rồi. Okay, lý thuyết nói thì nghe nó dài dòng thôi, nhưng mà bài tập giờ mình làm thử nè. Trong file thì em có hết nha. Còn cái này, cái phần giảng thì thầy sẽ gửi lại cho em sau. Cái phần này thì nó có một số dạng. Thứ nhất là tìm điều kiện xác định, là tìm điều kiện có nghĩa. Được chưa? Tìm điều kiện xác định, tìm điều kiện có nghĩa. Dạng thứ hai á là dạng thứ hai là khai căn, khai căn của ý thức. Dạng thứ nhất trước thì nó sơ cái này. Mấy câu còn lại về nhà sẽ tự xử lý sau nha. Ở đây thầy sẽ nói ba câu ABC, còn câu D, E, F, G, H là những cái bài về nhà của tụi em. Được chưa? Là 1.5 này. Được nha. Nói chung là câu nào thầy đã sửa lớp thì thôi, đó là bài sửa lớp rồi. Còn câu nào mà lớp thầy chưa sửa mà nó tới cái phần thầy đã sửa, ví dụ như hôm nay thầy dạy được hết tới bài 1.7. Chưa? Thầy dạy xong bài 1.7. Thì tất cả những câu từ cái bài 1.7 đổ lại, tất cả những bài từ 1.7 đổ lại có câu nào mà thầy chưa sửa thì là đó là bài tập về nhà hết. Được chưa? Ví dụ một bài nó có 10 câu thầy có chỉ sửa nó 4 câu thôi, 6 câu còn lại là 6 câu về nhà của tụi em. Hiểu không? Và ngoài ra thì thầy sẽ có thể cho thêm 1-2 bài phía dưới nữa thì thầy sẽ có nhắn trên đó thì nó sẽ thành bài về nhà. Thấy chưa? Thầy sẽ cắt riêng ra. Ok, quay lại. Nhớ là bài về nhà nha. Bài về nhà thì có thể là mấy thầy sẽ không chấm, có thể là mấy thầy sẽ không chấm hết, tức là không có chấm kiểu mà quá kỹ cho tụi em, hiểu không? Nhưng mà mấy thầy sẽ đọc cái bài của tụi em để coi là tụi em hay sai cái gì. Còn bạn nào có cái lỗi nào mà cứ sai hoài, sai một lỗi mà sai hoài chưa sửa được, hoặc là cái lỗi nào mà nhiều bạn cùng sai, thì thầy sẽ lấy những cái lỗi ra thầy sửa lại cho tụi em, được chưa? Chứ còn cái điểm trong cái bài thì có thể là có tuần nào đó mà có thể là thầy bận, hoặc là và cả thầy trợ giảng cũng bận luôn, hoặc là bị mùa dịch này thì tụi em biết rồi, nó rất là nhiều chuyện, đúng không? Có thể là như lỡ như một chỗ nào đó ai đó đi bị cách ly này kia vân vân, nhiều chuyện lắm, rất là nhiều chuyện, thì lúc đó cái bài của tụi em có thể là sẽ không có được sửa trong đó, không có được chấm trong đó, nhưng mà thầy sẽ vẫn đọc bài của tụi em hết và kiểm tra tụi em có đọc bài đúng không, để thầy coi là tụi em có bị sai cái gì và làm bài như thế nào, có tiếp thu được bài không, để thầy chỉnh sửa cái ở bài hôm tiếp theo, hiểu không? Nên là bài tập về nhà là bắt buộc tụi em phải nộp nha, bắt buộc phải nộp, làm được bao nhiêu nộp bấy nhiêu, được chưa? Bài nào bí để riêng ra, bài nào bí khỏi làm, được chưa? Bài nào bí thì để đó thầy sửa, còn bài nào đơn giản thì bắt buộc phải làm. Nhưng mà nói bài không biết làm á, bài bí á, bài không làm được á thì không làm, nhưng mà thầy nhìn vô cái bài á mà cái bài đó đã sửa rồi, cái dạng đó đã dạy rồi mà em không biết làm á là chứng tỏ em không làm chứ không phải là không biết làm nha. Nghe kỹ nha. Chứ không phải là em cứ nói là em chưa làm bài tập đó là do là em không biết làm đâu, là không phải nha. Thầy sẽ coi cái bài, thầy coi thấy cái bài đó thầy đã dạy chưa và cái dạng đó em có làm, khả năng em làm được không? Mà nếu khả năng ai cũng làm được mà em không làm là em chứng tỏ em làm thiếu chứ không phải là do em không biết làm, em không hiểu bài, được chưa? Còn em không hiểu bài là em phải hỏi ngay trong cái lúc thầy dạy ở lớp trong này, được chưa? Em hỏi ngay lúc này, có thể hỏi thầy. Nhưng mà nếu thầy đang dạy đi, em thấy thầy đang dạy hỏi thầy viện á, thì em có thể hỏi thầy trợ giảng. Em nhắn tin trực tiếp với thầy trợ giảng em hỏi. Còn bạn nào mà thấy nó bị khó khăn một cái phần nào đó quá, đúng không? Nó bị kiểu hơi khó hiểu, mình muốn làm lại bài tập giảng đó, được chưa? Thì có thể mình gọi qua trung tâm, mình xếp một cái buổi nào đó, mình có thể nửa tiếng tới một tiếng nào đó để mình vào Zoom mình học riêng với mấy thầy cô trợ giảng, thì mấy thầy cô sẽ dạy lại cái dạng bài tập đó cho em, hoặc là dạy lại cái phần đó cho em, tùy theo cái mức độ, tùy theo cái khối lượng bài tập mà em, tùy theo khối lượng bài tập mà em chưa hiểu thì có thể kiểu học phụ đạo có thể là nửa tiếng hoặc là một tiếng tùy, nếu mà ít thì có thể nửa tiếng, mấy thầy cô nói em hiểu rồi thì mình có thể nghỉ chứ không phải lúc nào cũng phải học đúng một tiếng nha, hiểu không? Đấy là nửa tiếng em hiểu rồi thì nghỉ, hoặc là một tiếng em chưa hiểu có thể học thêm một xíu 15 phút nữa chẳng hạn, kiểu vậy. Mình nhớ mình học đây mình phải chủ động nha, chứ học online này bây giờ
thầy ôm một cái máy tính, tụi em ôm một cái máy tính, cả lớp này ôm 37 cái máy tính thì thầy cũng không thể nào mà kiểm soát được hết là tất cả các em đang ngồi làm cái gì, có đang ngồi học không, hay là đang ngồi chơi, hay là có đang đi qua đi lại, đang làm cái gì ở nhà không, là thầy không kiểm soát được mấy cái chuyện đó. Mà bây giờ thầy mà biểu tụi em bật hết 35, 37 cái 35 cái camera lên á, để thầy coi tụi em á, thì thầy ngồi thì dạy mà thầy đâu có rảnh để ngồi coi hết 35 cái camera đâu, cũng không coi được, hiểu không? Cho nên lâu lâu thì sẽ coi một đoạn để thầy check thử thôi, hoặc là thầy cài giảng lâu lâu á sẽ nhắn tin một bạn yêu cầu mở camera lên thử. Nhân Hiếu, lâu lâu á em random một cái bạn nào đó, em cứ nhắn tin em nói là mở cam lên cho thầy coi, để em coi thử là có đang theo dõi, có đang học bài không thôi. Mở lên xong em thấy ngồi học rồi thôi tắt lên cũng được. Dạ vâng. Lâu lâu thầy cài giảng sẽ nhắn một bạn nào đó hỏi thử là mở cái cam lên để coi, check coi là bạn nào có đang ngồi học bài không. Được chưa? Đó. Mà nhắn một cái từ cái lúc thầy cài giảng nhắn cho tới lúc mà em trả lời á, mà khoảng 4-5 phút á mà chưa thấy em trả lời á, chứng tỏ em đi ra ngoài, là sau đó là sẽ kích em ra khỏi lớp và cho phụ huynh phải xin phép mới được vào học lại. Thấy chưa? Nhớ nha, từ lúc nhắn em cho tới lúc em mở cam lên mà quá 5 phút là kích em ra khỏi lớp trước, sau đó phụ huynh gọi điện xin vào mới cho vào lại lớp. Nhớ chưa? Bởi vì là trước hôm trước học online lúc mà học chung á, ở mấy lớp kia á, thì có một cái tình trạng là có một số phụ huynh á, có một hai phụ huynh á, là phản ánh là mấy thầy cô không kiểm soát tụi em, không có giao tiếp với tụi em, kiểu không có tương tác với tụi em, nên là có một số bạn là đi ra ngoài ngồi học không học mà cứ đi qua đi lại chơi không có học. Mà bây giờ phụ huynh cũng phải thông cảm mấy chuyện đó, bởi vì bây giờ cái lớp mấy bữa học online chung á, một cái lớp là 80 bạn 90 bạn, là 80-90 bạn, là bây giờ chẳng lẽ làm sao mà thầy hỏi, bây giờ học buổi có tiếng rưỡi à, và 90 bạn học, chẳng lẽ mỗi phút thầy kêu một bạn trả lời, là thầy kêu hết 90 bạn rồi có bạn khác 89 phút còn lại nó làm cái gì thầy cũng không biết được, hiểu không? Thì không thể nào mà thầy kiểm soát được cái chuyện đó. Thì tự giác của tụi em và phụ huynh phải phối hợp và phải hỗ trợ với giáo viên, bởi vì học online phụ huynh phải cố gắng hỗ trợ giáo viên thôi. Bây giờ phụ huynh thấy tụi em đi quay lại chơi, phụ huynh không nhắc tụi em vô ngồi học, mà bắt thầy ở đây ngồi dạy trong cái lớp Zoom online kiểu này mà 80 bạn, 90 bạn mà bắt thầy biết bạn nào đi quay lại để nhắc tụi em vô ngồi học, làm sao mà thầy biết được. Nên có những cái chuyện là mình phải tự giác, chứ không là mang tiếng thầy cô lắm. Mà thầy cô bị nói vậy cũng không có vui vẻ gì. Mà những cái chuyện nó nói nó rất là nhạy cảm, bởi vì những cái chuyện nó không thể nào thầy cô mà kiểm soát được những chuyện đó. Thấy chưa? Cho nên là mình phải cố gắng nghe, không hiểu hỏi liền. Thấy chưa? Học với thầy cũng căng thẳng lắm á, thầy không có dễ như cô đâu ha. Học lớp mấy lớp kia nó học chung cho nên là thầy cũng chưa có khó khăn, còn mấy lớp này nó đầu mình sẽ học chung với thầy cả năm luôn, thầy sẽ dạy em cả năm luôn, cho nên là phải đàng hoàng ha, học cẩn thận. Rồi tiếp tục nha, em lo trao đổi với mấy bữa đầu trao đổi với thôi. Rồi đối với cái phần căn thức này thì cái dạng bài tập của mình nó có cái dạng dễ nhất là cái dạng mà xác định điều kiện, tìm điều kiện xác định của ý thức, hay gọi là điều kiện có nghĩa. Cái này nó có 2-3 cái từ nó hay dùng để cho tụi em không có bị bỡ ngỡ nha. Nhiều khi nó mới là tìm điều kiện có nghĩa, điều kiện có nghĩa. Rồi đôi khi nó gọi là điều kiện xác định, điều kiện xác định. Nhiều tên ha. Đó. Thì thường là hai chữ này. Thì khi người ta điều kiện xác định hoặc điều kiện có nghĩa thì em biết ngay nó chính là cái dạng bài này, được chưa? Thì như hồi nãy thầy nói tới hiện tại kiến thức của tụi em học từ lớp 8 tới giờ, được chưa? Tới hiện tại thì em có hai cái loại điều kiện xác định cần phải quan tâm. Thứ nhất là tất cả các cái mẫu số đều phải khác không, được chưa? Và thứ hai là tất cả các biểu thức trong căn, biểu thức trong căn là nó phải không âm, nhớ chưa? Đó. Nhớ kỹ cái này nha, mình có hai thứ nha, mẫu số là phải khác không, biểu thức trong căn là phải không âm. Nhớ cái chữ biểu thức trong căn, hồi nãy thầy giảng kỹ biểu thức trong căn là cái gì rồi nha.
biểu thức trong căn là không có dấu căn đâu nha. Ví dụ như căn của một, ví dụ như ở đây căn của 2x, căn của x bình phương cộng 1 thì biểu thức trong căn nó chỉ là x bình phương cộng 1 thôi nha, chứ không có cái chuyện mà lấy cái dấu căn x bình phương cộng 1 đâu nha. Được chưa? Nó chỉ là cái phi công thôi. Dạ. Nhớ kỹ cho thầy nha, thuộc ha. Rồi ok. Bây giờ áp vào bài này. Được chưa? Bài này thì tương đối là câu A thì nó giống giống như cái bài kiểm tra hôm trước đúng không? Nó lại xíu. Để mấy bạn chưa kiểm tra thì mình biết. Câu A. Trình bày rất đơn giản nha. Trình bày em viết đơn giản như thầy thôi. Không có cần phải biết là để biểu thức có nghĩa thì nó dài. Được chưa? Em viết như thế này, tập viết luôn để sau này mình học qua phương trình luôn. Điều kiện xác định. Điều kiện xác định. Được chưa? À, viết ra đơn giản. Ngắn gọn thôi. DKXD này nó là điều kiện xác định nha. Bạn nào không biết nó nghĩa là gì thì còn hiểu ha. Điều kiện xác định. Được chưa? Ok nha. Ở đây em thấy câu A nè. Ở đây nó có hai cái cầm bậc hai. Đầu tiên mình nhìn coi nó có mẫu số không. Được chưa? Mình làm nó có trình tự một. Ví dụ như em, bạn nào mà chọn cái trình tự là gì? Là mình kiếm hết mẫu số, mình cho cái không trước. Và sau đó mình mới đi kiếm những biểu thức trước căn, biểu thức trong căn. Mình đi cho nó lớn bằng không. Thì trình tự của mình là mình phải cực kỳ là tuân thủ cái trình tự của mình, không có được làm lộn xộn, hiểu không? Ví dụ như bạn nào chọn cái mẫu số trước thì mình đi kiếm hết coi bao giờ hết mẫu số rồi, cho tất cả mọi đứa mẫu số đều khác không hết rồi, bắt đầu mình mới đi làm tới cái chuyện là biểu thức trong căn. Còn bạn nào mình chọn biểu thức trong căn mình làm trước thì mình viết hết tất cả những biểu thức trong căn ra trước, rồi sau đó mình mới đi lấy những cái mẫu số, sau đó mình cho nó khác không. Nhớ nha, mình đừng có đi làm lộn xộn. Nhiều bạn ấy làm lộn xộn, mình làm gì, nhìn vô cái mình thấy có cái căn, mình viết là cái căn nó lớn, cái trong căn nó lớn bằng không, cái mình thấy cái mẫu kế bên mình biết là cái mẫu số khác không, cái mình thấy cái căn kia cái mình cho cái biểu thức trong căn nó lớn bằng không, cái rồi thấy cái mẫu khác cái mình cho cái mẫu đó khác không, mình làm lúc này lúc kia lộn xộn cái là chắc chắn là một hồi đó, rất là khả năng rất là cao là em sẽ bị thiếu điều kiện. Nhớ kỹ nha, cho nên là làm là phải có một cái trình tự. Ví dụ như bây giờ thầy làm theo trình tự là chọn mẫu số trước, sau đó chọn biểu thức trong căn sau. Được chưa? Thầy sẽ quét hết biểu thức rồi sau đó thầy sẽ quét hết mấy cái mẫu số, mấy cái mẫu thức á, rồi sau đó thầy mới chọn, thầy mới quét mấy cái biểu thức trong căn. Rồi ví dụ như câu A ở đây thầy coi là gì, có mẫu số nào không, thầy quét mẫu số trước nè. Câu A này nó không có mẫu số nào hết, ok, để thầy có mẫu số bỏ qua. Sau đó coi thử có biểu thức trong căn nào. Ở đây có hai cái căn của hai trừ một và căn của ba trừ hai x, thì điều kiện của mình phải là tất cả các trong căn đều không âm, tức là 2x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0 và 3 trừ 2x phải lớn bằng 0. Đồng thời nha, em nhớ kỹ cho thầy. Mình kỹ nè. Đồng thời tức là và là cái dấu này. Hồi nãy phía trên kia thầy có ký hiệu một cái dấu ngoặc đúng không? Thầy có hiệu dấu vuông đây đây, dấu ngoặc thấy chưa? Thầy có trên này có ký hiệu một cái hoặc này là dấu vuông nha. Dùm nó bị lắc, từ từ nha, nó đang lót. Rồi, hoặc là phía trên, được chưa? Là cái dấu vuông này nè. Còn bây giờ mình làm quen với dấu và là dấu nhọn. Được chưa? Dấu và là dấu nhọn. Rồi. Nhớ nha, điều kiện xác định là phải đồng thời các cái biểu thức trong căn tất cả đều phải khác không, cho nên đều phải lớn hơn hoặc bằng không. Cho nên phải là dấu và nha. Anh nhớ kỹ thầy nha, bạn nào biết lộn dấu hoặc là sai. Được chưa? Nhớ viết cái dấu vô, mình đừng có viết dấu phẩy. Viết dấu phẩy nhìn nó khó chịu lắm. Dấu phẩy nó không có thể hiện được dấu gì hết á. Được chưa? Rồi, giải ra tương đương 2x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0 thì x lớn hơn hoặc bằng 1/2. Giải nhanh thôi, được chưa? Cái này giải nhanh ra thì được là x bé hơn hoặc bằng 3/2. Cái này là của lớp 8 rồi nha. Cái này nó lớp 8 nha, không nói lại nha. 3 trừ 2x lớn bằng 0 thì x bán hoặc bằng 3/2. Cái này lớp 8 nha, không có nói lại nha. Ai quên cách làm thì phải tự xử lý. Còn ai làm sai thì phải tự coi lại tại sao mình sai nha. Thầy có nói lại cái này. Được chưa? Bao giờ mà sai nhiều quá thầy mới nhắc lại. Được chưa? Rồi ở đây nhìn kỹ nè. Khi mình ra cái điều xác định cái này rồi, mình phải coi thử cái điều kiện này nó thỏa không. Nhiều khi á, điều kiện xác định như này nhưng mà nó lại không có thỏa cái x nào. Nó có x nào thỏa mãn hết. Được chưa? Lúc đó mình vẽ cái trục số mình nháp ra ngoài nè. Cái này là nháp. Được chưa? Thầy biết bên đây là thầy nháp nha. Nếu mình nháp ra mình lấy trục số này, mình coi thử cái miền nghiệm, cái giá trị coi nó có thỏa không. 1/2, 3/2. Thấy chưa? X lớn hơn hoặc bằng 1/2. Lớn hơn hoặc bằng 1/2, lớp 8 học rồi đúng không? Lấy phía bên phải, bỏ bên
Okay. Được chưa? Bé họ bằng 3 phần 2. Lấy phía bên trái, bỏ phía bên phải. Đúng không? Sau khi lấy xong như thế này thì mình thấy là gì? X nó còn lại là nó nằm ở giữa đây. Được chưa? Mình phải nhìn thấy cái đó. À, vậy. Đây, thì vậy. Mình nối hai cái này vô thành một. Thành là 1 phần 2. Bé họ bằng x, bé họ bằng 3 phần 2. Nhớ cho thầy, cái chỗ này á, bạn nào mình biết á, thì mình nối vô. Được chưa? Ai biết á, thì mình nối nó vô thành một dòng. Còn nếu mình không biết á, thì mình viết như thế này cho thầy. Thay cái dấu nhọn đó, thay cái mặt nhọn bằng chữ và thôi. Nếu mình không rành thì mình cứ viết này, và. Tức là nếu bạn nào mình rành á, mình hiểu được vì sao nấu như vậy được á, hiểu không? Thì em nấu vô. Nhớ là khi nấu vô là cái thằng, cái đầu bên trái này, nó phải nhỏ hơn cái đầu bên phải nha. Nhiều bạn á viết sai lắm. Để lát thì chị ví dụ cho coi. Còn nếu không rành thì mình cứ thay cái dấu mạch nhọn bằng chữ và là được. Cứ giờ cũng được ha. Nhiều bạn á bị sai vậy nè. X lớn hơn hoặc bằng 1 đi, hoặc x bé hơn bằng 0. Chẳng hạn nhiều bạn như thế này, được chưa? Nhiều bạn là x nó nằm hai đầu như thế này thì nó vẫn đúng, đúng không? Lớn bằng 1 hoặc bé bằng 0 thì vẫn đúng. Nhưng mà khi em nối vô em viết là 1 nhỏ bằng x nhỏ bằng 0. Sai. Sai mất, được chưa? Nhớ nha. Không biết nối mà nối vậy là sai nha, bởi vì cái đầu này nó nhỏ hơn đầu này là sai mất rồi. Được chưa? Trong trường hợp này mình chỉ viết là x lớn hơn hoặc bằng 1 hoặc viết bằng chữ rõ ràng. Nhớ chưa? Cái trường hợp này nhớ kỹ nha, muốn nấu vô là phải nhớ cái đầu phía bên trái nó phải nhỏ hơn phải nha. Cho em biết cái đầu phía bên trái mà nó bự hơn phải nó sai nha. Thì trong đó là trong trường hợp giáo hoạt rồi. Rồi, ok. Câu A xong. Chưa? Câu B. X bình phương cộng 1 được xác định. Ở đây được xác định của mình có mấy cái. Thứ nhất, rà coi có mẫu số không. Căn x bình cộng 1. Ừ, căn x cộng 1. Có mẫu số không? Không có mẫu số, đúng không? Không có mẫu số. Vậy thì bắt đầu quét tới biểu thức trong căn. Ở đây có mấy cái căn? Ở đây có. Ở đây có hai cái căn, đúng không? Hai căn. Căn x bình cộng 1 và căn x cộng 1. Được chưa? Vậy thì tất cả các công căn không âm. Cứ viết lại cứ cái đó. Có gì tính sao được chưa? X bình cộng 1 không âm. Và x cộng 1 không âm. Và. Được chưa? Thì ở đây trong hai điều kiện này mình thấy gì? Cái điều kiện x mũ 2 cộng 1 lớn bằng 0 á. Cái này nó luôn đúng rồi. Thấy không? X bình cộng 1 lớn bằng 0 phải nó luôn đúng không? Đối với x bình cộng 1 bằng lớn, x bình cộng 1 lớn bằng 0 á, thì em có phải tương đương ra, nếu mình viết thêm chút xíu đi thì có thể mình thấy là x bình lớn bằng trừ 1 có phải nó luôn đúng chưa? Bởi vì x bình là lớn bằng 0 rồi, cho nên lớn bằng 1 thì hiển nhiên nó phải luôn đúng, được chưa? Cho nên là cái trợ bên luôn đúng, chỉ còn dòng dưới thôi. Thì lúc đó cái dòng nào luôn đúng rồi á, mình bỏ nó ra khỏi điều kiện xác định luôn, được chưa? Luôn đúng rồi là bỏ ra ngoài luôn nha. Thì lúc đó nó chỉ còn lại là x lớn hơn hoặc bằng trừ 1 thôi. Cho nhớ nghe, cái dòng nào mà luôn đúng là bỏ luôn dòng đó, khỏi không biết lại nữa, bỏ qua luôn nha. Được chưa? Ok ha. Đó. Tiếp tục. Thì cuối cùng điều kiện xác định bài này là x lớn bằng trừ 1 thôi, đúng không? Vậy ok, câu C. Tiếp tục. Hiểu không? Hiểu nha, câu C. Đây là viết lại cái đề của C xuống này cho dễ nhìn. C bằng trừ căn trừ x chia cho x cộng x cộng 1 chia cộng 2. Rồi, các bạn đây, sẽ xong bài này nữa rồi mình sẽ nói sơ lại, lướt lại cái rồi nghỉ nha. Làm bài tập về nhà thì sẽ nói. Rồi, bây giờ coi. Bài này thì mình xác định.
thứ nhất làm theo trình tự của thầy là hồi nãy là xác định tất cả các cái mẫu, coi thử có cái mẫu nào mẫu đó để thoát không hết, được chưa? Thì ở đây thầy coi tất cả mẫu số thì để vô trước cho nó khác không hết đã. Thứ nhất có cái mẫu số là x này, x khác không để vô, được chưa? Thứ hai thấy có x cộng 2 để vô x cộng 2 khác không. Rồi. Hết mẫu chưa? Đó, hết mẫu rồi, có hai cái mẫu thôi đúng không? Hết mẫu. Rồi, sau khi quét hết cái mẫu rồi, bắt đầu coi thử có cái căn nào không. Thì ở đây mình thấy có một cái căn, là căn của một cái x. Rồi, có một cái căn thì khi đó biểu thức trong căn phải không ạ? Tức là một trừ x phải lớn hơn một bằng không. Dạ. Và. Dạ. Dạ, cái này đây. X khác không? X khác. Cái dấu khác nó cũng giống giống như bằng thôi, được chưa? Không có vấn đề gì đâu. Chuyển vé qua bình thường ha. Một trừ x bán bằng không thì x nó sẽ bán hơn hoặc bằng một và được chưa? Ok. Ở đây mình thấy nè, ở đây thầy nói thêm chứ, đó là ba cái dòng này á, ba cái dòng x khác không, x khác trừ hai, x lớn, x bán bằng một này á, thì dòng nào bắt buộc cũng phải để lại, bởi vì sao? Bởi vì không có cái dòng mà nó tự thỏa mãn, đúng không? Thế thì bây giờ trường hợp nào nó sẽ có cái dòng mình có thể bỏ được? Ví dụ nha, ví dụ. Ví dụ thầy có một cái điều kiện là x khác 2, x bé hơn bằng 1, x không, chẳng hạn vậy. Chẳng hạn thầy có một cái bài giải hồi nó ra như thế này. Được rồi, chẳng hạn. Nha. Thì lúc đó thì mình sẽ thấy gì? Nó có một số cái dòng nó bỏ, nó có những cái dòng nó bỏ được, bởi vì nó tự thỏa mãn với nhau. Hiểu không? Ở đây em thấy gì? X bán bằng 1 rồi. Khi x đã bán bằng 1 rồi thì rõ ràng là x nó cũng phải sẽ khác 2 rồi, đúng không? Rõ ràng x nó cũng đã khác 2 rồi. Hiểu không? Được chưa? X bán bằng 1 thì rõ ràng x nó cũng khác 2. Cho nên rõ ràng là gì? Rõ ràng là cái dòng mà x khác 2 ở trong này ấy, khi mình đã có x bán bằng 1 rồi ấy, thì cái dòng x khác 2 ở đây nó thừa rồi. Nó không cần nữa. Cho nên mình có thể bỏ cái dòng x khác 2 đi. Được chưa? Còn cái dòng x khác không ở đây á, là bắt buộc nó vẫn phải còn, bởi vì nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì vẫn có khả năng nó bằng không được. Nên mình vẫn phải giữ cái dòng x khác không để nó lòi cái trường hợp bằng không đi. Được chưa? Nên bắt buộc ở đây vẫn phải giữ lại là x khác không. Còn cái dòng x khác 2 là mình bỏ đi được. Bởi vì gì? X đã nhỏ bằng 1 thì hiển nhiên x phải khác 2. Thì trong một số trường hợp như này thì mình có thể bỏ được. Được ha? Còn cái bài đây là không bỏ được. Bởi vì sao? X nhỏ bằng 1 thì x vẫn có thể bằng trừ 2. X vẫn có thể bằng không. Cho nên là vẫn phải giữ lại cả hai dòng đó, kịp nha. Rồi, để vậy cái lần này vậy, x nhỏ hơn hoặc bằng 1 và x khác không, x khác từ 2. Rồi, ok, ok nha, được chưa? Rồi, bây giờ gần hết giờ, thầy nói lại lướt hết một lần tất cả những thứ nay mình học và mà thầy về nhà mình sẽ làm cái gì như thế nào, được chưa? Nghe nha. Bây giờ nè, hôm nay thì mình đã học được thứ nhất, rồi thầy đã nói lại cái phần căn bậc hai cho em, định nghĩa nó là cái gì. Màn hình hơi bị lắc nha, thì xin nó mới kéo ra. Thứ nhất là thầy nói cho em lại là căn bậc hai nó là cái gì, rồi căn bậc hai số học nó là cái gì, được chưa? So sánh hai cái căn số với nhau thì mình làm cái gì, đúng không? Những cái cách so sánh hơi khó đó nha, ví dụ so sánh hơi khó đó nha, phải coi kỹ lại ha, được chưa? So sánh hơi khó xíu. Rồi so sánh hai cái số hai cái số chia căn, hai biểu thức chia căn chỉ toàn là số thôi ha, mình đang làm gì? Rồi tiếp theo là những cái bài tìm x này thì dễ rồi, thì cái bài tìm x là cái bài đơn giản ha, không có gì đâu, chưa có gì. Tiếp theo là cái vụ là căn bậc hai của a bình phương bằng phi số của a đó, cái phần tích này rất là quan trọng, thấy chưa? Trong đó nó có định nghĩa, thứ nhất là định nghĩa về căn thức bậc hai, thứ hai là điều kiện để một cái căn thức nó có nghĩa là gì, là khi biểu thức trong căn không âm, thấy chưa? Đó, thứ ba là cái tính chất. Tính chất là căn bậc cái hàm lượng thức mình mới nói hồi nãy á, là căn bậc hai của a bình phương bằng trừ số của a.
mà trị tuyệt đối của A bằng cái gì? Trị tuyệt đối của A thì nếu A lớn bằng 0 thì trị tuyệt đối A bằng 9A. Bằng A luôn, được chưa? Còn nếu A mà nhỏ hơn 0. Sao là cái này thì chút. Mày ơi, mày cố x cộng 2 hả? Tại sao bài cô x cộng 2 khác không? Vậy thì x phải khác trừ 2 nên vẫn kết luận. Đúng rồi em. X khác trừ 2 mình vẫn phải kết luận chứ. Đúng không? Cái hồi nãy thầy nói á là gì? X nhỏ hơn bằng 1. Nhưng mà x nhỏ bằng 1 luôn ở đây á, x nhỏ bằng 1 ở đây á thì nó vẫn có khả năng bằng trừ 2 và bằng 0 được. Nhưng mà điều kiện người ta cho à, cái kia là cái ví dụ nha. Cái này là cái ví dụ của thầy cho riêng á. Thầy đang nói một cái ví dụ là khi nào mình có thể bỏ, khi nào mình phải bỏ bớt dòng đi. Được không? Nên là ví dụ thầy cho riêng nha, không liên quan gì tới cái bài bên trái nha. Rồi, ok. Tiếp tục ha, mày hỏi gì hỏi nha. Tiếp tục, quay lại. Rồi, nó lại cái mảnh thức cái căn bậc 2 của A mũ 2 là bằng trị đối của A, được chưa? Mà trị đối của A thì thầy lớp 7 mình học rồi. Thì nếu A nó không âm, trị đối của A bằng A luôn. Còn nếu A nó nhỏ hơn 0 thì trị đối của A lúc đó nó sẽ bằng trừ A, tức mình phải đổi dấu ra. Thì cái này mình sẽ làm rõ hơn ở cái bài hôm sau, là mình sẽ học cái bài khai căn. Khai căn và khai căn của một biểu thức. Được chưa? Khai căn. Rồi, tiếp theo là tính chất. Tính chất này cũng quan trọng ha. Căn của một cái tích thì bằng tích hai cái căn khi nào? Khi hai cái số AB đều là cái số không âm. Rồi thứ hai là căn của A phần B thì bằng căn A phần căn B. Căn của một cái thương thì bằng thương hai cái căn. Với điều kiện là A không âm và B phải lớn không. Nhớ chưa? Trong này cũng có thêm A không âm trong này nữa nha. Nó chỉ thêm là B khác không cho nên nó thành B lớn không thôi. Chứ A vẫn là phải không âm. Nhớ nha, A không âm và B lớn không. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. Căn của A bình B thì bằng trị đối của A nhân căn B. Ở đây là A bất kỳ và B không âm. Nhớ nha. Để thầy biết lại điều kiện của từng cái luôn đi. A lớn bằng 0. B lớn hơn bằng 0. Thầy biết lại điều kiện của từng cái luôn đi. Nha. Mẫu dòng nó sẽ có điều kiện của từng cái luôn, thầy biết lại cho tụi em rồi. Rồi, còn chứng minh cái căn của A bình B thì cái đó thầy đã viết cho em luôn rồi nha, dựa vào hai tính chất trên, được chưa? Rồi về một cái dạng bài tập đầu tiên mình gặp đó là tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa, tìm điều kiện xác định hoặc là tìm điều kiện có nghĩa của biểu thức như nhau, và nó là một dạng, được chưa? Rồi, đó là thầy sửa giam ba câu ABC rồi, thì giờ mình coi về nhà mình làm cái gì? Thứ nhất là cái bài 1.5 thì ngoài ba câu ABC thì thầy còn mấy câu D, E, F, G, H, còn lại 5 câu phía dưới nữa. Thì 5 câu này là thứ nhất là bài tập về nhà của mình, được chưa? Rồi nha. Thứ nhất là câu 1.5 D, E, F, G, H trong cái file trên Classroom nha. Lát thầy gửi bài cho em là thầy chỉ viết cái số bài thôi nha. Còn em tự xem trong cái file đó em làm nha, chưa? Để nha, chứ thảm có cần phải chụp lại cho em đâu. Mắc không? Rồi bây giờ mình coi từ trên xuống bài nào mình chưa làm hồi nãy giờ. Thì bài 1.3 hồi nãy á, mình cũng mới sửa cái bài, thầy cũng mới sửa cho em là bài ABC thôi. Còn mấy câu D, E, F, G, H cũng là câu về nhà. Được chưa? Cũng là bài về nhà. Bài 1.4 cũng là bài về nhà. Được chưa? Rất là dễ. Dựa vào cái tính chất căn A lớn căn B thì A lớn B, dựa vào tính chất đó thôi. Được chưa? 1.4 cũng là bài về nhà. Lát thầy sẽ ghi lại cái bài về nhà luôn đó cho em ha. Rồi. Ok. Hôm sau bắt đầu. À đây. Bài 1.7. 1.7 cũng là một bài về nhà, được chưa? Rút gọn những biểu thức này, nhân chia rút gọn ra. Làm ha. Rồi 1.7 cũng là một bài về nhà. Ok. Rồi, cũng như đó trước. Thì lát nữa thầy sẽ gửi cái bài tập về nhà đó cho tụi em. Nhớ nha. Rồi. Ok, nhớ là về nhà x. Bữa đầu x thì mình phải làm cho hết, chứ không có phải x xong rồi không làm nha. Để cho x mà không làm, hôm sau sẽ cho nhiều. Và bắt buộc phải làm luôn, được chưa? Rồi, ai xong rồi hôm nay. Có thắc mắc gì thì mình hỏi, được chưa? Có thắc mắc gì cái bài hôm nay thì mình hỏi nha. Học bài ở đâu? À, con vào Classroom chưa? À, con vào Classroom rồi đúng không? Con biết cách nộp bài trên Classroom chưa?
mình đọc bài trên Classroom nha. Nếu mà con chưa biết cách đọc bài trên Classroom á, thì con nhắn thầy Hiếu để thầy Hiếu đưa cho con cái hướng dẫn để đọc bài trên Classroom. Rồi bây giờ Hiếu nhắn lên chat on đó, Hiếu nhắn lên cái Facebook với lại Facebook của thầy và thầy Hiếu, nhà Facebook của thầy này. Mấy em cứ add. Rồi mấy em cứ đó thầy cả giảng đó thầy. Thầy Hiếu gửi cho tụi em cái Zalo của thầy Hiếu đó, thì có gì tụi em hỏi bài cứ hỏi đó. Còn nếu tụi em hỏi bài thầy á thì đây Facebook và Zalo. À đúng rồi, trên Classroom thầy có đăng một cái bài phía dưới có thông tin liên hệ của thầy và cô á. Thầy và cô Phương luôn á. Tụi em thấy không? Nó có cái thầy đăng lên đây rồi á, thầy đăng lên Classroom của mình á. Mình đọc trong này nè được chưa? Đây này có cả Facebook, cả Gmail và cả số điện thoại của thầy cũng là số điện thoại Zalo của thầy luôn. Được chưa? Thì bạn nào muốn hỏi cái gì thì có thể add một trong các cái phương thức liên hệ đó, một trong các hình thức đó là mình hỏi thầy. Được chưa? Hỏi thầy hoặc là hỏi thầy kể giảng hoặc là thầy Hiếu hoặc là hỏi thầy hoặc là hỏi cô Phương đều được. Được nha. Rồi còn muốn xem cách đọc bài thì chắc lát nữa Hiếu có gì em coi, hình như trước đó hồi trước mình có cái hướng dẫn đọc bài trên Classroom nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Có gì em đăng lại mấy cái đó cho mấy bạn mới vô chưa biết nha. Rồi bạn nào chưa biết thì lát nữa thầy giảng sẽ, thầy Hiếu sẽ đăng lại cái phần hướng dẫn cách đọc bài cho tụi em. Được chưa? Rồi ok. Nhớ nha, mình đọc bài lên đây nè. Em thấy nè, trên đây thì ví dụ như mấy cái lớp hồi bữa đã học rồi nè. Mấy lớp hồi bữa đã học rồi thì đây ví dụ như mấy lớp này. Thì bài các bạn làm lên đây á, sẽ nộp và chấm điểm trong này ha. Ví dụ như đã chấm điểm này đó, thì tụi em sẽ nộp bài ở đây và sẽ có điểm đó. Còn cách nộp như thế nào, chụp bài như thế nào á, thì lát nữa thầy Hiếu sẽ cho gửi cái cách hướng dẫn cho tụi em, gửi cái hướng dẫn để tụi em chụp bài và nộp ha. Nhớ là khi mà em nộp bài lên Classroom á, thì em phải ráng cố gắng nộp chụp cho nó rõ xíu nha, chụp cho nó rõ cái hình xíu và nó đứng lên. Còn nó chụp nó xoay, lúc thì đứng, lúc thì nằm, lúc thì chụp đứng, lúc thì chụp ngang, lúc thì chụp nó lùng ngược cái đầu lại, rồi cái lúc thì nó bị mờ, thì nó làm khó khăn cho mấy thầy nha. Cho nên là tụi em chụp thì ráng chụp cho nó rõ xíu. Ok, rồi bữa nay mình học tới đây là xong nha.